trong lục dục sức chiếm vị trí đầu tiên, đủ để thấy chỗ đáng sợ của nó, bị di tĩnh đuổi theo một đường, sử dụng phong lôi ma dược quá nhiều lần, làm cho ma khí trong cơ thể so với trước kia hùng hậu hơn, năng lực khống chế dục vọng cũng bị giảm xuống không ít. Dục vọng càng lớn thì nhập ma càng sâu, cùng ý như vậy, nhập ma càng sâu thì năng lực khống chế dục vọng cũng càng kém. Không khống chế được dục vọng thì tu hành sẽ gặp trở ngại rất lớn, Phật gia chú ý việc kiềm chế tình cảm, giới dục, đạo gia thì chú ý thanh tâm quả dục đều là có ý này. Nghe nói, có một ít cao tăng, cho dù mỹ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này trần trụi đứng trước mặt bọn họ thì cũng chẳng khác nào hồng phấn khô lâu, nhìn cũng không thèm nhìn, loại người này tâm thần cường đại, bất luận dục vọng gì cũng không thể đả động tới bọn họ, lúc chiến đấu với người khác, như vậy mới có thể tỉnh táo phân tích chiêu số, đứng ở thế bất bại. Cho dù là cường giả yêu hồ tộc âm hiểu mị, hoặc nhất, đối với loại cao tăng như vậy, cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi, không dám tới gần nửa bước. Cũng chính bởi vì như vậy tuy rằng Phật tộc là một nhánh phân ra từ nhân loại, nhưng mà lại lĩnh ngộ ra một ngàn đại đạo khác biệt, siêu việt ba ngàn đại đạo của nhân loại. Tùy ẩn nhiếp vân không muốn luyện thành cảnh giới vô dục vô cầu này, nhưng mà ở trong lòng hắn, trước khi gặp nàng hắn không muốn phát sinh quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào, không vì cái gì khác, chỉ vì đoạn tình cảm say đắm chưa kết thúc kiếp trước mà thôi. Dứt bỏ những suy nghĩ này, vận chuyển kim cương lưu ly thể một lần, trong đầu sinh ra tiếng sấm chớp, Tâm tình kích động của Nhiếp Vân lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nữ nhân này hiện tại vẫn không thể giết, việc cấp bách là nhanh chóng tiến hành niết bàn. Bị nữ nhân này đuổi giết một đường, Nhiếp Vân mới chính thức ý thức được thực lực không đủ, muốn chính thức đứng trên đỉnh thế giới, cho dù có một vạn thiên phú đặc thù cũng vô dụng, chỉ có thực lực chân chính mới là vương đạo. Không có thực lực, tất cả chỉ là hư ảo. Về phần Di Tĩnh, không giết nàng cũng không phải là thương hương tiếc ngọc, mà là trên người nàng có nhiều đặc thù chi khí như vậy nếu như có thể cảm thụ toàn bộ một lần về sau có đủ đan điền đối với việc thực lực tăng vọt tuyệt đối có chỗ tốt không thể đo lường được vạn nhất giết đi những đặc thù chi khí này cũng tiêu tán nếu như muốn cảm ứng không biết hắn phải phí bao nhiêu thời gian nữa lại nói hắn từng ăn thiệt thòi trên tay nàng nếu như dùng trận pháp đánh chết nàng như vậy cũng là một lần đà kích với lòng tin của hắn muốn giết thì phải quang minh chính đại bằng vào bản lĩnh của mình mà giết nàng ta nhất vân tự tin một khi niết bản thành công dù cho nàng có nhiều thủ đoạn hơn đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của hắn phù lần niết bản thứ tư ta tới đây thở dài một hơi hai tay đẩy cửa cung điện thứ tư ra thân thể nhiếp phần nhoáng cái đi vào bên trong phanh vừa đóng cửa lại đã cảm thấy một cỗ linh khí nồng đậm tới cực điểm ép hắn vào trên tường ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy long oán đang bình tĩnh trong chén ngọc chậm rãi xoay tròn linh lực không ngừng phát ra cơ hồ mỗi một hô hấp đều có số lượng linh khí phát tán ra có thể so sánh với một giọt nguyên tinh linh dịch thời gian một hô hấp còn phát tán ra nhiều vậy phát tán vài vạn năm mà còn linh lực khổng lồ như thế quả thực không biết chủ nhân long oán này khi còn sống thực lực mạnh mẽ tới bao nhiêu chỉ sợ cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong trước mặt đối phương chỉ cần một cái át xì cũng có thể bị chết cả hai người căn bản không cùng một khái niệm a à. trước tiên mặc kệ nhiều như vậy chuẩn bị niết bàn không biết sau lần niết bàn này thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu thiên kiểu cảnh trung kỳ hậu kỳ hay là đỉnh phong điều tức một hồi cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu nhiếp vân lấy yêu hạch của bạt ra đồng thời còn gian nan đi về phía trước vài bước đi tới chỗ gần long oán lại khoanh chân ngồi dưới đất chuẩn bị niết bàn lần thứ tư sau khi thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh mỗi một giai tranh lệch rất lớn trước kia niết bàn có thể liên tục tấn chức hai cấp bậc lớn hiện tại chỉ sợ là một cấp bậc lớn cũng khó có thể đạt tới được nhất là tranh lệch rất lớn giữa thiên kiều cảnh và nạp hư cảnh nhất vân cảm thấy lần này đột phá có thể đạt tới thiên kiều cảnh đỉnh phong đã rất không tồi rồi tuy nhiên một khi dẫn động niết bàn sẽ không nằm trong sự khống chế của hắn đạt tới mức nào cũng không phải hắn nói là được chỉ có thể chờ tới lúc thành công thì hắn mới biết được thực lực mình rốt cuộc tăng lên bao nhiêu mà thôi lần thứ tư niết bàn bắt đầu trong lòng khẽ động trong cơ thể vận chuyển cử chuyển niết bàn công ầm ầm thoáng cái dẫn động niết bàn cả người nhất vân lập tức rơi vào trong trạng thái tu luyện tựa như cương thi cũng không có nhúc nhích chút nào cử chuyển niết bàn công mỗi một lần niết bàn đều phá kém thành bướm khi niết bàn giống như côn trùng tiến vào trong kén chỉ có lúc phá kén mới phát hiện ra thực lực chân chính của bản thân đã có thay đổi từ bên ngoài tới bên trong tăng vọt về chất mà bây giờ nhất vân chính là côn trùng trong kén chờ đợi ngày phá kén bộc phát ra quang mang khiến cho thế nhân run rẩy đáng giận đáng giận giam cầm ta ở đây hai tháng cũng không nhìn lấy một lần, chẳng lẽ thực sự coi ta là phạm nhân hay sao? Bị trận pháp của tử hoa động phủ giam cầm tại chỗ, căn bản không thể động đậy, thời gian đã qua hai tháng khiến cho di tĩnh vô cùng phiền muộn, vốn trong lòng nàng có một chút hảo cảm với nhất vân. Thế nhưng qua thời gian này một tia hào cảm kia đã tan thành mây khói, càng nghĩ càng cảm thấy cam tức. Nàng là người không chịu ngồi yên, ghét nhất là không thể nhúc nhích, nếu không cũng không tới mức bị ca ca dọa bắt nàng đi tới huyện vũ các là xanh mặt người sợ bị nhốt nhất hiện tại lại bị nhốn tại chỗ ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy trọn vẹn hai tháng loại khuất nhục này thực sự quá lớn đủ để làm cho nàng nổi điên vốn nàng cho rằng đối phương nói đi tu luyện chỉ là có chỗ cảm ngộ tối đa một hai ngày sẽ trở lại ai cũng không ngờ một lần đi là hai tháng tuy rằng đạt tới loại cảnh giới như nàng cho dù một năm không ăn không uống không làm gì cũng không có vấn đề gì xảy ra thế nhưng hiện tại trên người có y phục phủ vào toàn thân trơn bóng đứng đây như con rối vậy người này không biết đang định làm gì hoặc là giết người ta luôn hoặc là thả ra nhục nhã như vậy còn không bằng chết à nhất định là cố ý cố ý trả thù ta càng nghĩ càng cảm thấy đúng lửa giận che hết lý trí hai hàng lông mi của di tĩnh không ngừng nhảy lên hận không thể xé nát nhiếp vân ra để ăn thịt từ nhỏ tới lớn nàng là thiên kim tiểu thư của di thần tông là tiểu bá vương mỗi người đều sợ hãi chưa từng chịu qua vũ nhục lớn như vậy tiểu thư tới giờ ăn cơm rồi trong lúc đang chửi rủa thì sau lưng nàng vang lên một đạo thanh âm lan lan mau ta không ăn gọi chủ nhân nhiếp vân người tới gặp ta di tịnh lớn tiếng quát chủ nhân của đạo thanh âm này là hắc nham nó vâng lệnh nhiếp vân mỗi ngày đều tới đưa đồ ăn thức uống tuy nhiên vị tiểu thư này lại không dễ hầu hạ căn bản chỉ có bộ dáng như lúc này trong hai tháng qua không ăn không uống gì cả vậy ta cáo lui trước thấy nàng vẫn không ăn như trước hắc nham quay người rời đi còn chưa đi được mấy bước thì lại nghe thấy đối phương lên tiếng hỏi. Đợi đã. Di tĩnh nói. Chủ nhân các người rốt cuộc đang làm gì, lúc nào có thể trở lại. Ta cũng không biết, mỗi lần chủ nhân bế quan tu luyện đều có thời gian rất dài à. Hắc nham gãi gãi đầu. Nói thật đừng nói là nó, mà ngay cả nhiếp vân cũng không dám xác định thời gian niết bàn rốt cuộc mất bao nhiêu. Hừ, bế quan, cho rằng bế quan là có thể đánh thắng bổn tiểu thư sao. Hai tháng, cho dù cho ngươi 10 cái hai tháng cũng nhất định không phải là đối thủ của Bồn tiểu thư, ngươi đi qua nói cho hắn biết, không cần bế quan, hiện tại Bồn tiểu thư không muốn giết hắn, chỉ cần thả ta ra, ta tuyệt đối không động thủ là được." Di Tĩnh gửi lạnh một tiếng. "Không giết ta, ha ha, như vậy đa tạ." Vừa mới dứt lời, thì thanh âm khiến cho Di Tĩnh vừa nghe đã cảm thấy nhục nhã đã vang lên, áp lực trên người buông lỏng, áp chế trên người nàng biến mất, toàn thân cao thấp lại lần nữa có thể hoạt động rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện rồi sao? Dám thả ta ra chính là quyết định thất bại nhất của ngươi. Vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên dám đánh mông nàng đứng cách đó không xa, vẻ mặt nở nụ cười lạnh nhạt, nhìn thấy nụ cười của hắn, lửa giận của di tĩnh thoáng cái bộc phát, bàn chân đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành một cơn lốc bay vụt tới. Hắc nham, ngươi đi ra ngoài trước, bên này không cần phải xen vào. Đối mặt với công kích của nàng, thiếu niên cũng không thèm để ý mà quay đầu phân phó. Vâng, chủ nhân hắc nham quay người đi ra ngoài thiếu niên kia đương nhiên là nhiếp vân tốn suốt hai tháng rốt cuộc hắn cũng niết bàn thành công vốn tưởng rằng sau khi niết bàn kết thúc sẽ sinh ra thiên kiếp kết quả lại khiến cho nhiếp vân có chút kỳ quái thiên kiếp cho tới bây giờ còn chưa sinh ra thậm chí cũng không có chút dấu hiệu nào chuyện này khiến cho hắn có chút kỳ quái tuy nhiên không có thiên kiếp là tốt nhất bớt chuyện phiền toái như vậy cũng có thể củng cố tu vi đây là tự ngươi muốn đó đừng có trách ta không khách khí thấy nàng sông lạ nhất vân không thèm quan tâm di tĩnh càng thêm bực bội lần nữa hét lớn cũng không biết là nhắc nhở hay là tức giận trong tiếng quát bàn tay ngọc của nàng đầy về phía trước trong không trung lần nữa xuất hiện trường ấn màu bạc giống như công kích ở lai thế duyên trước đó vậy chỉ có điều công kích lúc này càng thêm hung mạnh khí tức càng thêm hùng hậu linh khí trong tử hoa động phủ so với bên ngoài cao hơn hai tháng bị nhốt di tĩnh cũng không phải chỉ có tức giận gào thét ngang ngược không dễ nói chuyện mà ngược lại nàng còn giống như lúc bình thường tu luyện thời gian dài như vậy khiến cho thực lực nạp hư cảnh sơ kỳ của nàng có chút tiến bộ triệt để củng cố tu vi khi đi ra khỏi di thần tông nàng vừa mới đặt chân lên nạp hư cảnh thực lực còn chưa củng cố triệt để vững chắc hiện tại trầm ồn như nước không còn dấu hiệu khó khống chế phủ phiếm như trước nữa vì vậy sức chiến đấu so với hai tháng trước cũng tăng lên không chỉ một lần có thể trong thời gian ngắn như vậy củng cố tu vi nạp hư cảnh sơ kỳ cũng đã nói rõ thiên phú của nàng vô cùng đáng sợ lại là chiêu này nhìn thấy bàn tay màu bạc này dường như Nhất vân cũng không thèm để ý hắn đứng tại chỗ thân thể bất động không có tiến về phía trước cũng không có trốn tránh mà nhẹ nhàng đưa một ngón tay bên bàn phải chỉ về phía trước ngón tay một ngón tay đã muốn đánh bại ta người cho rằng người là kakata sao thấy hắn khinh thị mình như vậy di tĩnh cười lạnh một tiếng tuy nhiên thanh âm còn chưa dứt thì vẻ mặt nàng đã tràn ngập vẻ kinh ngạc ầm ầm trong ánh mắt kinh ngạc của nàng Bàn tay màu bạc như là khối băng gặp phải hỏa diễm, tan rã từng khúc tiêu tán thành từng đám linh khí. Không có khả năng. Đồng tử di tĩnh co rút lại. Một ngón tay có thể đánh nát công kích ngân trưởng của nàng. Loại thực lực này nàng chỉ từng gặp trên người ca ca nàng mà thôi. Dù thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được. Tiểu nhân vật hai tháng trước bị nàng đuổi giết như chó nhà có tăng lúc này lại có biến hóa kinh thiên động địa như vậy. Làm cho nàng cũng phải cảm thấy sợ hãi. Lại ăn trưa này của ta. Sư. Linh Binh bán tuyệt phẩm màu vàng trước kia lại xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, tay nàng nhẹ nhàng run lên, bổ ra một tầng khí lãng rồi đánh qua. Chiêu này, nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng rất mạnh, chính là tuyệt chiêu lúc trước đả thương Nhất Vân, gọi là Long Đằng Cửu Châu, là chiêu số mà Di Hoa sáng tạo cho riêng nàng. Dưới một chiêu này, cho dù là cường giả nạp hư cảnh trung kỳ cũng không dám xem nhẹ nó. Nếu như không phải lợi hại như vậy, thì cũng không có khả năng thiếu chút nữa đánh chết Nhất Vân tại chỗ dù hắn có được linh binh tuyệt phẩm và thiên phú phòng sự ngư trồng chất lên nhau sư nhiếp vân cũng biết chiêu này hung ác thân thể nhóm một cái tránh đi phong mang đồng thời chân vẽ một cái đi qua khoảng cách mấy chục thước xuất hiện trước mắt di tính hai ngón tay đưa ra lần nữa điểm về phía trước đinh 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 ngón tay mang theo pháp lực trùng kích mạnh mẽ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy lực lượng mạnh mẽ vọt thẳng tới di tĩnh cảm thấy ngực khí chịu thân thể nhanh chóng lùi về phía sau bảy tám bước một khi người lui về phía sau lực công kích của trường tiên lập tức yếu đi nàng lập tức nhìn thấy thiếu niên kia nhẹ nhàng vươn tay trường tiên đã bị hai ngón tay hắn kẹp lấy dường như là một cọng rơm dạ không có chút uy lực nào vậy cái gì trường tiên không giống như côn bồng mềm mại như rắn đừng nói là nắm cho dù thi triển chỉ cần hơi chút vô ý cũng đã thương chính bản thân mình vừa rồi cho dù lùi về phía sau làm cho lực lượng của long đằng cửu châu yếu hơn một chút nhưng mà uy lực trên thực tế vẫn rất mạnh cho dù cường giả nạp hư cảnh sơ kỳ mạnh mẽ xông lên thì cũng sẽ bị giết chết tại chỗ, một tiên có kinh lực mạnh mẽ như thế mà bị hai ngón tay của đối phương nắm. Di Tĩnh cảm thấy mình sắp điên rồi. Hai chiêu ngắn ngủi, cũng là chiều số lúc trước, hai tháng trước đối phương chật vật không có cách nào trốn tránh mà bây giờ lại đơn giản tiếp được như vậy, ngay cả hai chiêu cũng không có ra, chỉ là hai ngón tay, làm sao có thể? Ta không tin. Di Tĩnh thét một tiếng, muốn rút trường tiên trở lại. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra dường như trường tiên dính vào trên tay đối phương vậy, không có chút nhúc nhích nào. Sắc mặt nàng đỏ lên, gầm lên một tiếng, hai ngón tay lập lòe, đâm thẳng về phía trước. Nàng là trị liệu sư, cánh tay bị bẻ gãy lúc trước đã sớm được chữa trị tốt. Lúc này lần nữa đánh ra là dùng tới thiên phú thiên thủ sư, hai ngón tay tựa như hai thanh lợi kiếm, không có chút lưu tình nào. Nếu như nói vừa rồi chỉ là đọ sức thì hiện tại hai chiêu không có kết quả. Nàng thẹn quá hóa giận, chính vì vậy đã mất đi kiên nhẫn, hạ sát thủ với nhất vân tiếng đùng đùng vang vọng không dứt thiên phú thiên thủ sư vừa ra không khí vang vọng tiếng giòn vang liên tiếp không gian trong tử hoa động phủ so với bên ngoài yếu ớt hơn rất nhiều chỉ một thoáng đã vỡ vụn như là dưa hấu xuất hiện vết nứt không gian cực lớn thiên phú thiên thủ sư vừa vạn để ta xem đó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại một tiếng than nhẹ như tên nhạc vang lên nhất vân ở phía đối diện cũng có chút ngưng trọng hắn không còn vẻ trêu chọc như vừa rồi nữa mà bàn tay giơ lên biến thành một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm cực nóng, vừa mới xuất hiện đã thiêu đốt không gian làm cho không gian vạn vẹo. Sư sư sư. Bàn tay bằng hỏa diễm còn không có va chạm với hai ngón tay của thiên thủ sư thì trên không trung đã diễn biến ra vô số kiếm thuật, tự như thiên hạ kiếm đạo tập trung lại đây vậy. Nghe đồn kiếm thuật đạt tới đỉnh phong thì có thể diễn dịch đủ loại thành kiếm thuật, hóa thành kiếm chiêu. Trước kia gì tĩnh không tin, hiện tại nhìn thấy một màn trước mắt, rốt cuộc nàng cũng hiểu ra, đây mới gọi kiếm thuật những thứ mà trước kia nàng nhìn thấy, cho dù là kiếm chiêu của Kakashi hoa nàng cũng chỉ như một đứa trẻ, vô cùng nực cười. Phanh! Hai trường ngạnh kháng với nhau, không gian chỗ giao thủ xuất hiện một lỗ đen cực lớn, khuôn mặt di tĩnh tức thì đỏ lên. Sư! Thoáng cái bay ra ngoài, nặng nề đập vào mặt đất, mà nhiếp vân ở phía đối diện tuy rằng rung động, sắc mặt khó coi, nhưng đương nhiên so với di tĩnh còn tốt hơn rất nhiều, trị liệu chi khí vận chuyển, qua giây lát đã triệt để khôi phục. Ngươi! Ngươi, không có khả năng, thực lực ngươi sao lại có thể tăng trưởng nhanh như vậy, ta không tin. Thấy nhiếp vân vận dụng chiêu thức cổ quái, chỉ bằng vào một tay diễn dịch ra kiếm pháp đã có thể đánh bại một kích toàn lực của thiên phú thiên thủ sư. Chuyện này khiến cho di tĩnh cảm thấy thực sự phát điên. Đây còn là người nữa hay không? Khục khục, trước tiên bất kể có tin hay không thì ngươi cũng nên mặc y phục vào rồi nói sao. Nàng còn chưa nói hết thì đã thấy sắc mặt nhiếp vân đỏ lên, nàng cúi đầu nhìn xuống thân mình, vừa nhìn thiếu chút nữa đã ngất đi. Trước đó nàng bị cấm chế trong động phủ giam cầm, không thể thay y phục. Sau khi giam cầm tiêu trừ, nàng chỉ lo chiến đấu với nhiếp vân, mà quên đi y phục trên người nàng là do đối phương phủ lên, rộng thùng thình. Vừa rồi lại chiến đấu quá mức kịch liệt cho nên bị khí lãng xẹt qua, y phục biến thành một đống cho bụi. Bây giờ rõ ràng toàn thân nàng đang trần trụi, ngực mượt mà, hai điểm đỏ thẫm cùng với núi rừng ngượng ngùng giữa hai chân. Tất cả để hiển hiện trước mắt đối phương. Nhìn một lần đã không còn sót lại thứ gì cả lấy ra một bộ y phục vội vàng mặc vào lúc này di tĩnh mới cảm thấy cảm giác nóng bỏng trên mặt mình giảm đi đôi chút nàng ngừng đầu nhìn lên chỉ thấy thiếu niên cách đó không xa vẫn đang nhìn về phía nàng sắc mặt nàng lần nữa đỏ ửng nhướng mi nói ngươi mau chóng quên đi tất cả những gì ngươi vừa nhìn thấy cái gì cũng không thấy cũng không được nói cho người khác quên đi không thể nói cho người khác sao vẻ mặt nhiếp vân cổ quái không thôi không sai ai cũng không được nói ngay cả yêu sủng của ngươi cũng không thể càng không thể nói với người khác nói ngươi từng đánh ta chuyện liên quan tới mông ta nói tới mông di tĩnh cảm thấy phía mông lần nữa truyền tới cảm giác nóng rát đau đớn nghĩ tới nhiếp vân trước mắt không có chút thương hương tiếc ngọc nào nàng hung hăng lườm hắn một cái được ta không nói nhiếp vân có chút sở khóc sở cười nói ra chuyện này trên mặt chính hắn cũng không nhịn được đánh nữ nhân cũng không phải là chuyện gì đáng để nói ồ tu vi của ngươi nạp hư cảnh sơ kỳ đình phong thời gian hai tháng mà ngươi đột phá vượt thiên kiều cảnh trực tiếp đạt tới nạp hư cảnh chuyện này hai tháng tích cóp từng chút lửa giận bởi vì xấu hổ mà yếu bớt lúc này di tĩnh mới phát hiện ra thực lực thiếu niên trước mắt đã vượt qua tưởng tượng của nàng tu luyện tấn cấp thiên kiều cảnh là một cánh cửa nạp hư cảnh cũng là một cánh cửa thiên kiều cảnh câu thông thiên địa chi kiều mượn xu thế thiên địa mỗi khi tấn chức một cấp bậc nhỏ đều rất là khó khăn chứ đừng nói là nạp hư cảnh độ khó tăng lên gấp chục lần Lúc trước vì có thể bước vào nạp hư cảnh, Kakashi Hoa tốn một cái giá to lớn, làm cho người khác tặc lưỡi, nếu như đổi thành linh thạch tuyệt phẩm tuyệt đối giá cả có thể vượt qua mấy chục vạn khoa, dù là như vậy nàng cũng phải bế quan suốt 6 tháng mới từ thiên kiều cảnh đỉnh phong thành công tấn cấp, mà tiểu tử trước mắt này dùng thời gian 2 tháng, chẳng những đột phá thiên kiều cảnh, nạp hư cảnh, mà thực lực còn tăng lên tới nạp hư cảnh đỉnh phong. So với nàng hiện tại còn cao hơn. Sao có thể như vậy được, không phải nàng nhìn nhầm đó chứ? dùng sức rụi mắt thậm chí còn thi triển thiên phú thiên nhãn nhìn một vòng phát hiện ra đối phương quả thực đã đột phá tới nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong lúc này di tĩnh mới thở dài một hồi có chút uể oải khó trách nhiếp phần này có thể liên tục làm cho ca ca chịu thiệt loại thiên phú này thực sự rất đáng sợ di tĩnh không có nhìn nhầm lần thứ tư nét bàn nhiếp vân từ lĩnh vực cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt tới nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong vượt qua một cấp bậc lớn sáu cấp bậc nhỏ bao gồm bán ktc thiên kiều cảnh sơ kỳ thiên kiều cảnh trung kỳ thiên kiều cảnh hậu kỳ đỉnh phong bán bộ nạp hư cảnh lần này niết bàn bởi vì long oán và lực lượng yêu hạch của bà sung túc hơn nữa linh hồn đã sớm đạt tới linh cấp đỉnh phong cho nên một đường xuôi trèo mát mái cũng không có chuyện ngoài ý muốn nổi lên tuy nhiên tích lũy của nhiếp vân thực sự quá mức hùng hậu khí hải cũng quá khoa trương long oán và yêu hạch ngay sau khi niết bàn thành công đã đồng thời hóa thành hư ảo may mắn mà có được long oán và yêu hạch của bà bằng không thì chỉ sợ bởi vì lực lượng không đủ mà niết bàn không thành công, trực tiếp tử vong. Chỉ là, chuyện khiến cho hắn không tưởng tượng được là lần niết bàn này không ngờ lại chỉ có hai tháng. Lần thứ nhất niết bàn 10 ngày, lần thứ hai một tháng, lần thứ ba hai tháng, hiện tại lần thứ tư, dựa theo suy luận của hắn có lẽ thời gian còn dài hơn, ít nhất cũng phải 3-4 tháng. Thế nhưng không ngờ lại giống như lần thứ ba, chỉ có hai tháng đã chấm dứt, hơn nữa thực lực tiến bộ to lớn, so với những lần trước còn đáng sợ hơn. Trước kia hắn còn ở lĩnh vực cảnh đỉnh phong đã có thể chiến đấu với nạp hư cảnh sơ kỳ, hiện tại hắn là nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ cho dù gặp phải cường giả nạp hư cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong thì cũng có thể chiến một trận. Đây mới thực sự là thực lực. Lần này tấn cấp lực lượng thân thể cũng không gia tăng, linh tê luyện thể quyết và kim cương lưu ly, thể vẫn ở trình độ ngũ trọng đại thành, nhưng mà pháp lực lại có tăng vọt về chất. Trước kia pháp lực chỉ chừng 2.400 vạn tượng, mà bây giờ chỉ tính pháp lực cũng tới một ức. Pháp lực một ức vạn tượng tựa như một con sông, lực lượng bạo tăng mấy chục lần, sức chiến đấu sao có thể không gia tăng được chứ, cho nên khi lần nữa giao thủ với di tính, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thử nghiệm thực lực sau khi tấn cấp, nhất vân biết rõ bằng vào thực lực của mình hiện tại đã coi như chân chính đứng trên thượng tầng phù thiên đại lục. Lúc này hắn mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía di tĩnh, có chút do dự. Nếu như dựa theo trước kia, mặc kệ nữ nhân này có bao nhiêu xinh đẹp dù thế nào hắn cũng phải giết chết không bởi vì nguyên do nào khác chỉ bởi vì ca ca nàng và bản thân hắn là địch nhân có thâm cửu đại hận mà bây giờ hắn lại cảm thấy cũng không đúng ca ca của nàng là ca ca của nàng không có liên quan quá lớn tới nàng nếu như ca ca của nàng làm chuyện xấu mà hắn lại đi giết nàng giải hận như vậy hắn có khác gì mà nhân từ ngũ sát mà thành cơ chứ tuy rằng tiểu nữ này một đường đuổi giết nhưng mà nếu như đối phương thực sự muốn hạ sát như vậy hắn đã sớm chết sở dĩ cuối cùng hạ thủ hung ác là bởi vì bị hắn đánh lén thiếu chút nữa tử vong có thể để ta nhìn đệ đệ người một chút được không trong lòng đang suy nghĩ nên xử trí tiểu nữ này thế nào nhất vân đã nhìn thấy di tĩnh mang theo vẻ mặt ái nái đi tới người muốn gặp nó hai hàng lông mày nhất vân nhướng lên trong mắt lộ ra hàn ý trước kia ngươi không cảm thấy kỳ quái vì mỗi lần đều bị ta đuổi theo một cách thuận lợi hay sao nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy biết rõ đệ đệ là nghịch lân của hắn di tĩnh vội vàng giải thích có chút nhất vân gật đầu nói thật loại chuyện này làm hắn hoang mang rất lâu từ khi tới phủ thiên đại lục đã lọt vào trong đuổi giết của đối phương nhưng mà di tĩnh này quá lợi hại chẳng những có thể xác định phương vị mà sau khi ngụy trang cũng không thể gạt được nàng thực sự là cổ quái tuy rằng thiên nhãn cũng có thể nhìn thấu ngụy trang nhưng mà tốc độ đào tẩu của rời thiên phủ lục nhanh như vậy có lẽ không nhìn được à sao liên tục nhảy vài chục lần mà nàng ta lại có thể nhanh chóng đuổi theo được. Nhớ lại tình cảnh hai tháng trước bị nàng đuổi giết, nhớ tới lá cờ nhỏ trong tay đối phương, Nhất Vân xác định nàng có thể tìm được hắn nhất định có liên quan tới thứ này. Là vì khi Kakata giết đệ đệ ngươi, từng lưu lại dấu vết linh hồn của Kaka cho nên. Di tĩnh còn chưa nói xong, nhưng mà chỉ cần không có ngốc là có thể nghe rõ. Cái gì? Sắc mặt Nhất Vân thoáng cái trở nên âm hàn, toàn thân run rẩy Thân thể nhoáng cái đã đi tới bên cạnh thi thể đệ đệ hai tay xé tan phong ấn mà bản thân hắn bố trí trước đó. Những phong ấn này mặc dù là ở trạng thái đan điển huyệt khiếu cảnh đỉnh phong bố trí mà thành, nhưng mà dù sao cũng là do tự tay hắn bố trí, muốn giải trừ vô cùng đơn giản. Xé tan phong ấn, linh hồn lập tức đi vào trong thi thể đệ đệ, quả nhiên ở bên trong hắn phát hiện ra dấu vết linh hồn rất nhỏ, trong lòng hắn khẽ động, một đạo diễm hỏa dũng mãnh lao tới, thiêu cháy dấu vết linh hồn này. Xin lỗi đệ đệ, là ta sai. Nắm tay nhiếp vân siết chặt, trong cơ thể đệ ấy không ngờ lại có dấu vết linh hồn của cửu nhân mà hắn rõ ràng lại không biết, không phải là hắn sai thì là gì. Trong lòng Nhiếp Vân tràn ngập tự trách. Kỳ thực hắn tự trách như vậy cũng không đúng, bởi vì khi Nhiếp đồng chết hắn từng cẩn thận kiểm tra, nhưng mà bằng vào cảnh giới linh hồn lúc ấy sao có thể điều tra ra dấu vết linh hồn của Di Hoa cơ chứ. Ầm ầm. Trong lúc trong lòng Nhiếp Vân đang hối hận thì đột nhiên cảm thấy tử hoa động phủ chấn động, cả người hắn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. ô có chuyện gì xảy ra sau khi tiến vào từ hoa động phủ nhất vân đem nó biến thành hạt bụi đặt trong liễn xa sao lại xuất hiện chấn động lớn như vậy chứ áp chế cảm giác bi thương trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài vừa mới nhìn ra đồng tử hắn có rút lại sắc mặt không khỏi đại biến chỉ thấy bên ngoài liễn xa chẳng biết tại sao lại phát sinh rung động lắc lư kịch liệt ma khí nồng đậm trong đó dường như nhìn thấy chuyện vô cùng đáng sợ vậy liên tục chạy tứ tán về chỗ kết nối với hư không kia những ma khí này đều có linh tính thứ có thể khiến cho chúng đào tẩu nói rõ có chủng tộc bản chất sinh mạng còn manh hơn ma nhân xuất hiện long tộc u minh tộc hay là thứ gì khác ầm ầm trong lúc nhiếp vân còn đang suy nghĩ thì đã nhìn thấy dưới thùng xe vốn trống trải của liễn xa dường như xảy ra biến cố cực lớn nào đó lại dường như kích phát cái gì đó từ từ có một khe nứt xuất hiện làm lộ ra một không gian bị bịt kín khác trong không gian này có một cỗ thi thể cực lớn giống như long thi bên ngoài đầu rất lớn như núi cao đứng trước mặt giống như là một con bọ nhảy vậy liếc nhìn không thấy tận cùng cũng không nhìn rõ bộ dáng đối phương là gì trên thi thể là một thứ giống như hình cầu bởi vì bị linh khí vườn quanh cho nên không thấy rõ là cái gì nhưng mà nó lơ lửng trên không trung lóe lên quang mang màu trắng ôn nhuận ở trong bóng tối tỏa ra ánh sáng vô tận mà thi thể thì tàn mát ra khí tức giết chóc nồng đậm từng đạo sát ý ngưng tụ thành đủ loại binh sĩ tu la chấn thủ trên thi thể dường như tùy thời đều có thể lao tới giết trời giết đất giết tất cả các chủng loại tuy nhiên những binh sĩ tu la này chỉ cần lao ra ngoài đụng phải viên cầu hình tròn đang lơ lửng kia là không tự chủ được lùi về phía sau ở sâu trong lòng sinh ra ý hoảng sợ dường như thứ này có thể làm cho bọn hắn tổn thương cực lớn vậy thi thể này rốt cuộc là ai chẳng lẽ chính là hoàng nhất vân nhìn rất rõ cảnh tượng bên ngoài trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ dựa theo chữ viết miêu tả bên ngoài liễn xa hoàng từng chiến đấu với tu la vương gì đó nếu như lời này là thật như vậy thi thể này là chủ nhân của cỗ liễn xa so chín đầu cự long kéo cũng chính là người gọi là hoàng kia về phần viên cầu nhiếp vân nhìn qua nhịn không được mà lắc đầu viên cầu này chỉ lớn hơn quả dưa hấu một chút toàn thân trắng bạc bề mặt trơn bóng sáng loáng như gương không có chút khí tức cao ngạo nào cũng không có lực lượng làm cho người ta thuần phục nhìn không hề giống pháp bảo về phần rốt cuộc là thứ gì nhiếp vân cũng thực sự không rõ thi thể hoàng kia sao lại ở đây vừa rồi làm cái gì? Trong lòng Nhất Vân vô cùng nghi hoặc, nhưng mà hắn lại không thể nào nghĩ ra được. Hiện tại tin tức mà hắn biết về nơi này quá ít, thi thể này rốt cuộc có phải là hoàng hay không hắn cũng không biết chứ đừng nói là suy tính ra được tại sao đối phương lại chết ở đây, viên cầu này là thứ gì. Hơn nữa cả liễn xa đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trước đó khi tiến vào liễn xa hắn phát hiện ra những đồ bên trong vài vạn năm cũng không có biến hóa, cũng có thể nói vài vạn năm qua không có xuất hiện một chút biến cố nào, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ liên quan tới việc hán tiến vào liễn xa hay sao? Nhiếp vân, ngươi xem, ngươi xem. Trong lòng còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy tiếng la có chút sốt ruột của di tĩnh, hắn tranh thủ thu hồi tinh thần nhìn lại, nhìn về phía di tĩnh thì đã thấy sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, ngón tay chỉ về phía trước. Sao vậy? Lời còn chưa nói hết thì đã không nhịn được sửng sốt, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy ở phía tay di tĩnh chỉ, thi thể nhấp đồng lẳng lặng lơ lửng, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị khó có thể nhìn thấy. Nụ cười này của nhấp đồng hoàn toàn khác với nụ cười mỹ mãn khi cứu được hắn lúc trước, mang theo khí tức yêu dị, làm cho trong lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không phải đệ ấy đã hồn phi phách tán rồi sao? Sao lại còn cười, còn lơ lửng được? Nhất Vân cảm thấy lạnh cả người, lại đi về phía trước hai bước. Đệ đệ, đệ sao vậy? biết rõ đối phương không trả lời nhưng mà nhiếp vân vẫn muốn hỏi một chút đồng thời hai tay giơ về phía trước toàn bộ phong ấn cấm chế gia trì trên người nhiếp đồng muốn định nhiếp đồng ở tại chỗ thi thể có thể phi hành không có ý thức chủ quan nhất định không phải là chuyện gì tốt cho nên phải ngăn lại tuy nhiên cấm chế vừa mới ào ào vây khốn thì nhiếp vân chợt nghe một đạo thanh âm vang lên ầm ầm cũng không có phát hiện nhiếp đồng có động tác gì tất cả phong ấn rung động rồi lập tức bị xé nát cắn trả nhiếp vân làm cho sắc mặt hắn đỏ bừng lục phủ ngũ tạng như bị hùng hăng đập một cái vậy đạp 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 liên tục lùi về phía sau bảy tám bước lúc này mới dừng lại được nhiếp đồng rốt cuộc đệ bị làm sao vậy nhìn thấy tình cảnh trước mắt đồng tử nhiếp vân co rút lại không quan tâm tới thương thế trên người mà vội vàng xông về phía trước lúc này hai tay nhiếp đồng chấn động sư thoáng cái đã biến mất tại chỗ cái gì nhiếp vân thấp giọng hô tinh thần hắn vội vàng câu thông cả động phủ lại phát hiện ra trong động phủ nào còn bóng dáng của nhiếp đồng nữa thi thể đa sớm biến mất không thấy gì nữa biến mất không còn tung tích cấm chế trong từ hoa động phủ mạnh tới đâu hắn biết rất rõ di tĩnh nhiều thủ đoạn như vậy mà cũng bị vây khốn hai tháng không thể động dậy hiện tại chẳng những nhiếp đồng dãy dụa khỏi cấm chế mà còn thoát ra khỏi động phủ thậm chí đi ra ngoài lúc nào chủ nhân như hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phải lúc trước khi chết nhiếp đồng chỉ có thực lực tôn cấp thôi sao sao lại đột nhiên có biến hóa như vậy chứ lần trước có thể nhẹ nhõm nắm ngọc bài có thể giết hắn trong lòng bàn tay từ đó Nhất vân đã biết rõ đệ đệ mình không tầm thường thế nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện quái dị như vậy chẳng lẽ bởi vì xóa bỏ phong ấn trên thi thể nhấp đồng cho nên mới khiến cho cả liễn xa biến hóa hay sao đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn ở đó suy nghĩ này vừa mới sinh ra thì chợt nghe di tĩnh hét lớn một tiếng hắn nhìn lại ở trong liễn xa ngoài từ hoa động phủ thi thể của nhiếp đồng đang lăng không phi hành song song với cỗ thi thể cực lớn kia vẫn không nhúc nhích sao lại ở đó rồi đi ra ngoài xem nhìn thấy cảnh này nhiếp vân có ngốc cũng biết rõ biến hóa của liễn xa nhất định là do đệ đệ làm ra trong lòng hắn căng thẳng thân thể nhoáng cái chui ra khỏi từ hoa động phủ lúc này liễn xa như gặp địa chấn tất cả ma khí đều chạy tới một mặt khác của xe cả thùng xe cũng liên tục vỗ vụn khắp nơi đều đang sụp xuống như Vân đặt linh binh tuyệt phẩm trục lãng thuẫn phía trước, lại kích phát thiên phú phòng ngự trên người ra, ngăn cản những thứ lộn xộn đang rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới quả nhiên, bởi vì đệ đệ xuất hiện mà lần nữa xảy ra biến hóa, thi thể cực lớn kia dường như cảm ứng được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, khoái miệng đột nhiên co lại, thấy một màn như vậy, Như Vân lập tức cảm thấy lạnh lão trong lòng, lưng đổ mồ hôi lạnh. Cho dù thực lực đạt tới nạp hư cảnh sơ kỳ đình phong cũng không thể che giấu sự khủng hoảng trong lòng, bởi vì nụ cười này không ngờ lại giống nhấp đồng vừa rồi như đúc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thi thể từ viễn cổ xuyên qua không gian bay tới, không ngờ lại có nụ cười giống như đệ đệ, tinh thần nhiếp phần kéo căng, không biết nên làm gì bây giờ. ầm ầm Hắn còn chưa nghi thông suốt thì thi thể cực lớn phía dưới dường như cũng đã nghĩ thông suốt, ở phía dưới có thanh âm bị nghiền nát vang vọng, thi thể này mở cái miệng lớn ra, một đạo quang mang chậm rãi bay lên, bay về phía thi thể của nhiếp đồng suu đi tới trước mặt nhiếp đồng dường như nhấp đồng cũng có cảm ứng cho nên cũng mở miệng quang mang kia chậm rãi tiến vào trong miệng nhiếp đồng tựa như là một cái cầu kết nối giữa hai thi thể lớn nhỏ vậy dường như lại đang tiến hành chuyển năng lượng theo cách quỷ dị mà thần bí nào đó nhìn thấy loại tình huống này nhất vân cũng không biết đối với đệ đệ là tốt hay là xấu thế nhưng cho dù muốn ngăn cản cũng không được hắn chỉ có thể nhìn tình cảnh trước mặt hai lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi vì thế mà thi thể cực lớn kia phát ra thực sự quá cường đại, cho dù thực lực của hắn hiện tại tiến nhanh, tiến lên như vậy chỉ sợ còn chưa tới trước mặt cũng đã bị quang mang mà đối phương phát ra đánh thành cho bụi, cả hai căn bản không thể so sánh. Xoạt xoẹt, nương theo lực lượng không ngừng rót vào, thi thể nhấp đồng phát ra tiếng vang, thanh âm không lớn, nhưng mà lại làm cho hai hàng lông mày nhấp vân không ngừng nhảy lên, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ông ngay khi hai thi thể đang truyền tống năng lượng một cách quỷ dị thì viên cầu lơ lửng trên không trung khẽ động, dường như phát giác được gì đó, thoáng cái đã bắn ra, đánh về phía thi thể cực lớn kia. Ầm ầm. Thoáng cái chặt đứt truyền tống năng lượng giữa hai thi thể, đồng thời còn hung hăng đâm vào cái đầu của thi thể cực lớn này. Cả hai va chạm, một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa đồng thời bộc phát, Nhất Vân không nghe thấy được một chút thanh âm nào thì đã nhìn thấy không gian này sụp đổ, vô số ánh sáng lập tức bị lỗ đen thôn phệ thật là lợi hại. Thấy một màn như vậy, ở chỗ sâu trong lòng nhiếp vân sinh ra cảm giác vô lực. Cũng là không gian nghiền nát, thế nhưng khác biệt vẫn rất lớn. Loại không gian nghiền nát như này, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng mất tích đã nói rõ toàn bộ, đã bị chỗ vỡ nát kia thôn phệ. Nhìn lỗ đen trước mắt không lớn, nhưng mà một khi ném ra ngoài, chỉ sợ cả phù thiên đại lục sẽ bị phá hủy. Công kích thật là cường đại. May mắn là viên cầu và thi thể này nhìn qua không có ý thức nhưng lại có lực khống chế năng lượng rất mạnh, cũng không có bất kỳ chút năng lượng nào phát tán ra. Nếu không đừng nói là ở chỗ này, cho dù là từ hoa động phủ ở đây, cũng sẽ bị biến thành cho bụi. ầm ầm Bị viên cầu cực lớn va chạm, thi thể cực lớn kia dường như mất đi hoạt tính, tựa như là gốm xứ, từ trên chán xuất hiện khe nứt, lập tức giống như mạng nhện lan tràn từ trên xuống dưới, dần dần vỡ ra mà viên cầu kia cũng mất đi quang mang sáng bóng vốn có từ trên không trung rơi xuống lung lai sắp đổ nhìn bộ dáng có lẽ là lưỡng bại câu thương hai đồ vật từ viễn cổ này nhất vân cũng không thèm để ý hắn nhìn về phía thi thể nhiếp đồng lúc này toàn thân cao thấp của nhiếp đồng dường như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nào đó tuy rằng hai mắt vẫn nhắm nghiền như trước không có tỉnh lại nhưng mà thân thể vốn gầy yếu lúc này cơ bắp no đủ cả người dường như to thêm một vòng từ trong ra ngoài đều tàn mát ra lực lượng bạo tạc tràn ngập tính hủy diệt chỉ liếc mắt nhìn thì nhiếp vân đã biết rõ cho dù linh tê luyện thể quyết của hắn đạt tới ngũ trọng đại thành cũng không thể nào là đối thủ của nhiếp đồng tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu sống lại như trước ầm 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 lúc nhiếp vân nhìn đệ đệ thì viên cầu và thi thể cực lớn bên ngoài lại lần nữa chiến đấu có thể là bởi vì song phương đều bị tổn thương lực lượng tiêu hao nhiều cho nên không còn lực khống chế cường đại như vừa rồi nữa không gian chung quanh nghiền nát tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn thi thể của đệ đệ hắn cũng ở trong phạm vi đó dường như tùy thời có thể bị hút vào trong vết nứt không gian rồi biến mất vĩnh viễn vậy hai người bọn họ không biết đang làm cái gì lực lượng giao thủ quá lớn một khi hủy hoại thi thể đệ đệ cho dù tìm được linh hồn triệu hoán sư cũng vô dụng thấy một màn như vậy trên mặt nhất vân hiện lên vẻ lo lắng thi thể đệ đệ hắn không thể có chút tổn thương nào một khi bị nghiền nát cho dù tìm được linh hồn triệu hoán sư triệu hồn linh hồn về cũng vô dụng. Đệ ấy vì cứu ta mà ngay cả cái mạng cũng không muốn, ta không thể để cho thi thể đệ ấy bị tổn thương. Vạn nhất thi thể đệ đệ bị hai lão quái và giao thủ đụng nát, cho dù chết cũng khó có thể ăn nói với đệ ấy, mà đệ ấy còn sống cũng không tha thứ cho ta. Nghĩ vậy, cắn răng một cái, hai mắt nhiếp vân híp lại, tiến về phía trước một bước, muốn kéo thi thể đệ đệ về. Nhiếp vân, người không được làm chuyện điên rồ, hai đồ vật này va chạm tạo ra lực lượng quá lớn người tiến lên chỉ có con đường chết mà thôi còn chưa đi được mấy bước thì chợt nghe thấy thanh âm lo lắng vang vọng đồng thời tức thì có người ngăn cản trước mắt hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy di tĩnh không biết từ lúc nào cũng đã theo hắn từ trong tử hoa động phủ đi ra ngoài đứng phía trước ngăn hắn lại vẻ mặt lo lắng và tất cả cấm chế của tử hoa động phủ vừa rồi bị thi thể nhiếp đồng chấn vỡ không có cấm chế ngăn cản di tĩnh có thiên phú thiên hành sư đương nhiên có thể trốn ra được chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Tránh ra! Nhất Vân đang sức ruột, thấy nàng ngăn cản, một cỗ lửa giận sông lên, đánh cho nàng lảo đảo lui sang một bên. Ngươi! Được, nếu như ngươi thực sự muốn đi, đây là thiên hành chi khí, còn có thiên thủ chi khí, gặp được nguy hiểm thì mau chóng trốn trở về. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, di tĩnh cắn ra một cái, tay khẽ điểm, trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo khí tức đặc thù. Đừng có suy nghĩ lung tung, ta chỉ cảm thấy ngươi vũ nhục ta, đánh ta, ta còn chưa tự tay báo thù ngươi, cho nên ngươi không thể chết. cho dù có chết thì cũng phải do ta tự tay chém giết. báo thù, tự mình giết ta. nhất vân lắc đầu, tuy rằng không biết nữ nhân này suy nghĩ cái gì, nhưng mà nàng đã chịu đem thiên hành chi khí và thiên thủ chi khí cho mình, đối với việc lấy thi thể đệ đệ trở về cũng có lợi, không có chỗ nào không tốt. đa tạ. nhất vân gật đầu cũng không có từ chối mà vươn tay hấp thu hai đạo khí tức đặc thù vào trong cơ thể. Đúng rồi, thiên phú thiên thủ sư nếu như không phải lúc nguy cấp thì ngươi không nên sử dụng, thiên phú quá mạnh mẽ thân thể không chịu nổi, trung quy sẽ có cán trả rất lớn, ta có thể dùng cũng là bởi vì Kakata tốn cái giá rất lớn, dù là như vậy ta cũng chỉ có thể vận dụng hai ngón tay, nếu như nhiều thì không thể sử dụng, muốn vận dụng thiên thủ chi khí lên 10 ngón, trừ khi có thiên thủ đan điền, bằng không căn bản không có phương pháp nào khác, nhớ cẩn thận. Cái gì? Người sử dụng, không có bị cắn trả sao? Thấy thiếu niên hấp thu hai đạo đặc thù chi khí vào thân thể, sợ hắn trực tiếp sử dụng cho nên di tĩnh vội vàng nói. Chỉ có điều còn chưa nói hết, thì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại tràn ngập và khiếp sợ. Chỉ thấy toàn thân nhất vân phát ra quang mang sáng chói hai tay và hai chân đồng thời xảy ra biến hóa, nhất là hai tay, mười ngón có quang mang lập lòe, mỗi một tay tràn ngập lực lượng hủy diệt, nhẹ nhàng vẽ một cái, linh động mà phiêu giật không ngờ lại trực tiếp thi triển thiên phú thiên thủ sư hoàn mỹ lên 10 ngón tay một chú tác dụng phụ cũng không có cái này cái này làm sao có thể chứ nhìn thấy một màn như vậy di tĩnh cảm thấy như bị sấm sét đánh trúng đầu suy nghĩ choáng váng dù thế nào cũng không thể nào tin nổi cái miệng nhỏ há hốc tựa như là con cá bị ném lên trên bờ rốt cuộc không có cách nào khép lại được cảm giác thật mạnh không nghe thấy lời dặn dò của di tĩnh hai đạo thiên phú chi khí vừa mới tiến vào trong thân thể thì Nhất vân đã triệt đệ kích hoạt nó đồng thời hắn cũng cảm thấy khác biệt thiên phú thiên hành sư cũng chỉ là thiên phú bình thường mà thôi thiên phú thiên thủ sư được kích hoạt hắn lập tức cảm thấy hai tay như đang thay đổi càng thêm linh hoạt lực lượng càng lúc càng lớn thiên phú đặc thù theo bài danh trước top 20, mươi mỗi lần thứ tự tăng lên đều có biến hóa tăng vọt về chất kiếm đạo sư xếp hạng số 17 và thiên thủ sư xếp hạng số 11, thoạt nhìn hơn kém không xa Thế nhưng so sánh chính thức mà nói Sẽ phát hiện ra hoàn toàn khác biệt Không thể nào tính toán cho hết được Giải thích một cách thông tục Cùng một cấp bậc pháp lực Nam tên kiếm đạo sư cộng lại chỉ sợ Cũng không phải là đối thủ của một thiên thủ sư Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể hiểu được Thân thể con người chữa linh hoạt nhất Chính là hai tay Mục đích của kiếm chính là kéo dài hai tay ra Nhưng mà cho dù có kéo dài Thì cũng là ngoại vật Vĩnh viễn không bằng bàn tay chính thức Thực lực đạt tới cấp bậc nhất định Bàn tay bảo kiếm cũng có thể dài ra, khoảng cách đã không phải là vấn đề lớn. Loại tình huống này đương nhiên càng linh hoạt thì càng tốt, chính bởi vì như vậy cho nên thiên thủ sư mới có thể xếp tại vị trí số 11, gần với top 10 thiên phú siêu cấp. Người bị làm sao vậy? Cảm nhận hết biến hóa của thân thể, Nhất Vân khôi phục lại, ngẩng đầu đã nhìn thấy si tĩnh dường, như sắp phát điên, vẻ mặt hắn nghi hoặc, hỏi. Không phải nữ nhân này bị bệnh đó chứ, chẳng phải sử dụng thiên phú thiên thủ sư thôi sao? có cần thiết phải làm như vậy hay không? Không ngờ ngươi lại vận dụng thiên thủ chi khí đến 10 ngón tay, ngươi không sợ lọt vào cán trả hay sao? Cố nén sự khiếp sợ trong lòng, thanh âm của di tĩnh có chút kinh hãi, lên tiếng hỏi nhiếp vân. Lúc trước lần đầu tiên nàng sử dụng thiên thủ chi khí đã có chuyện xảy ra, tới bây giờ nàng còn nhớ rõ ràng, cán trả mãnh liệt, làm cho nàng bị tra tấn rất lớn. Về sau cho dù có thể thi triển thì cũng là do ca ca di hoa dùng thủ đoạn, không biết tên, Cường hóa hai ngón tay nàng mới có thể hoàn thành được, vốn nàng cho Nhiếp Vân Thiên thủ chi khí chỉ là bởi vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, để cho hắn có thể an toàn hơn chút, chỉ là không ngờ hắn lại có thể thi triển hoàn mỹ, một chút tác dụng phụ cũng không có, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thiên thủ sư là siêu cấp thiên phú bài danh số 11, không giống như mấy thiên phú rác rưởi kia, sao hắn có thể tùy tiện sử dụng như vậy, giống như là không có việc gì vậy? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta muốn đi cứu đệ đệ không muốn giải thích với tiểu nữ này mũi chân nhiếp vân điểm một cái thiên phú thiên hành sư vận chuyển quang mang trên người lóe lên sư một cái đã bắn về phía trước tốc độ không ngờ so với thi triển phong lôi ma rực còn nhanh hơn nhìn thấy bộ dáng của di tĩnh nhiếp vân cũng đoán được vài phần bất quá hắn cũng biết chắc chắn chuyện này có quan hệ với pháp quyết vô danh pháp quyết vô danh diễn sinh ra đan điền ngay cả thuộc tính trong top 10 cũng có thể diễn hóa ra huống chi chỉ là thiên thủ sư thiên thủ sư cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không bằng thiên phú nguyên khí sư được thiên phú nguyên khí sư cũng sẽ không cắn trả thiên thủ sư nhất định cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng có chỗ đáng tiếc là lúc này hắn không có đan điền thừa để mở thuộc tính nếu không bằng vào cảm ứng với thiên thủ sư hắn hoàn toàn có thể lập tức diễn sinh ra loại thiên phú cường đại này một cách hoàn mỹ lắc đầu bỏ qua những ý nghĩ này ánh mắt nhiếp phần ngưng trọng chân đạp hư không thân thể nhoáng một cái đã đi tới chỗ không gian giữa viên cầu và thi thể to lớn kia. Do S. Trọng lực thật lớn. Vừa mới tiến vào không gian thì Nhất Vân đã cảm thấy thân thể trầm xuống, rơi xuống phía dưới. Thực lực nạp hư cảnh sơ kỳ đình phong cũng thiếu chút nữa không thể ổn định. Hắn lần nữa vận chuyển thiên phú thiên hành sư trong cơ thể. Lúc này ổn định thân thể trên không trung. Đạt tới khí hải cảnh cấp trí tôn là có thể phá không phi hành ở trong không gian này. Nếu như không phải có thiên phú thiên hành sư thì cho dù muốn bay cũng không thể bay nổi. Từ đó có thể thấy được trọng lực nơi này lớn thế nào ít nhất so với phủ thiên đại lục còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Siết chặt nắm tay, đột nhiên phía trước chấn động. Xoẹt! Không gian trước mặt hắn xuất hiện một cơn bão, bên cạnh lại không có một chút động tĩnh nào, giống như một quyền này của hắn không có bao nhiêu lực lượng vậy. Không gian nơi này thật ổn định. Người ngoài không nhìn ra, nhưng mà nhất Vân lại biết rõ, một quyền vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, vượt qua một ước vạn tượng. Nếu như ở phủ thiên đại lục ít nhất phải đánh ra âm bạo liên tiếp, tất cả mọi thứ trong phương viên trăm dặm đều bị liên quan cho dù là những ngọn núi nguy nga cũng sẽ bị san bằng thành bình địa mà ở chỗ này quyền kính ngay cả mười thước cũng không đạt tới không gian này cũng quá vững chắc à trước đó hắn đã cảm thấy không gian chỗ liễn xa có chút quái dị không ngờ tới chỗ này lại càng thêm đáng sợ chỉ sợ ở chỗ này cho dù là cường già đan điền huyệt khiếu cảnh thực lực có thể phát huy ra cũng có hạn may mắn mà khi tiến lên di tĩnh đưa cho hắn thiên phú thiên hành sư nếu không có thứ này chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm bị bổ nhào xuống dưới bị chiến đấu giữa hai đại cao thủ làm ảnh hưởng tới chết không có chỗ chôn xem ra nữ nhân điên này không phải cái gì cũng sai nhớ tới nữ tử này không ngờ lại đem khí tức thiên phú đặc thù chân quý cho mình nhấp vân khẽ lắc đầu nữ nhân này trên thực tế bản chất cũng không xấu chỉ là quá mức kiêu căng ngang ngược nếu như tính tình có thể thu liễm một ít ngược lại cũng là một nữ nhân không tệ chỉ có điều nàng là muội muội của di hoa chỉ bằng vào điểm này sẽ có cửu hận không chết không ngớt với hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu của nhau đợi nghĩ biện pháp đi ra khỏi đây cho dù không giết nàng thì cũng phải làm cho di hoa xuất huyết nhiều một chút tuy rằng không muốn bởi vì chuyện di hoa mà giận chó đánh mèo nữ nhân điên này nhưng mà lúc trước nàng đổi giết hắn vô cùng thê thảm dù thế nào cũng không thể buông tha một cách đơn giản được di hoa đã coi trọng nàng như vậy một khi rời khỏi nơi này sẽ khiến cho người này xuất huyết nhiều một chút lấy chút chỗ tốt để đổi lấy nữ nhân này bằng không hắn ta cũng đừng mong gặp lại vị muội muội này dầm 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 trong lúc đang suy nghĩ chuyện này thì nhiếp vân chợt thấy phía dưới vang vọng tiếng nổ vang hắn cúi đầu xem xét chỉ thấy viên cầu và thi thể cực lớn vẫn đang đối công như trước năng lượng song phương chiến đấu không ngừng phán tán tùy thời có thể khoách tán tới bên này từ độ ảnh hưởng của chiến đấu làm cho nhiếp vân một khi bị lan tới cho dù có trốn vào trong tử hoa động phủ cũng sẽ biến thành cho bụi không thể do dự phải nhanh lên một chút biết rõ thời gian không đợi người nhưng vân không dám nghĩ nhiều chân nhanh hơn thằng người bay về phía thi thể nhiếp đồng càng tới gần nhiếp đồng thì hắn càng cảm thấy cất bước gian nan dường như trên người đệ đệ hắn có tản mát ra một cổ hương vị lạnh lùng khiến cho người ta khó có thể tiếp cận cỗ hương vị này hội tụ lại tạo thành một cỗ lực lượng kháng cự cực kỳ cường hãn đừng nói là người cho dù là tinh thần lực cũng không thể tới gần cho dù không cho ta đi tới đệ đệ hôm nay ta nhất định phải cứu đệ đi ở chỗ này tuyệt đối không phải là chuyện tốt cảm nhận được cỗ khí tức này Nhất vân biết rõ đệ đệ tiếp tục ở lại đây sẽ không phải là chuyện tốt lành gì thậm chí rất có thể bị thi thể cực lớn kia đoạt xá vĩnh viễn không có biện pháp phục sinh lúc này mặt sắc hắn mặt ngưng trọng cố gắng dãy dụa tiến về phía trước một bước bởi vì khí tức lạnh lùng quá mức dày đặc khiến cho hắn cũng cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi như đang chiến đấu đồng dạng khó chịu vô cùng không chỉ có như vậy mà ngay cả tinh thần cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi càng đến gần thì càng cảm thấy hôn mây buồn ngủ hiện tại nhất vân đã đạt tới nạp hư cảnh sơ kỳ linh hồn lực càng đạt tới hình thái thứ ba linh cấp đỉnh phong có thể so với cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong loại tình huống này không ngờ cũng cất bước gian nan hôn mây buồn ngủ đủ để thấy biến hóa trên người đệ đệ đã vượt quá tưởng tượng của hắn tuy rằng đệ đệ là một thiên tài so với hắn cũng là thiên tài nhưng mà biến hóa lớn như vậy nhất định là do thi thể cực lớn vừa rồi làm ra xem ra hoàng kia cũng chưa hẳn đã là người tốt lành gì chịu đựng nhất định phải cứu đệ đệ về cố nén cảm giác mệt mỏi trong đầu nhiếp vân cắn răng thấp giọng quát nương theo của hắn cốc bộ ngày càng tới gần thi thể nhất đồng hơn nhiếp vân cẩn thận lúc hắn đang đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát lo lắng vang lên sau lưng ngay sau đó chợt nghe thấy sau lưng vang vọng tiếng ầm ầm hắn vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vết nứt không gian đang trực tiếp từ đằng xa kéo tới Vết nứt không gian ở phủ thiên đại lục hiện tại nhất vân cũng không đỡ nổi chứ đừng nói là vết nứt không gian ở không gian vững chắc như vậy. Có thể đánh ra vết nứt trong không gian vững chắc như vậy, đủ thấy trình độ cường đại của công kích ra sao, đã vượt quá tưởng tượng, bị loại khe nứt này đánh trúng, hoặc là hút vào bên trong, tuyệt đối sẽ lập tức tử vong, không có bất luận cơ hội thoát thân nào. Nhanh, nhanh hơn, nhanh nữa cho ta. Nhìn thấy khe nứt nà nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần, đồng tử nhiếp vân co rút lại lâu mày nhảy dựng lên thiên phú thiên hành sư vận chuyển tới cực hạn hàm răng cắn chặt vào nhau nhanh chóng bay về phía thi thể nhiếp đồng khe nứt này vô cùng rộng lớn từ phía sau lưng đánh úp lại bao phủ toàn bộ chung quanh đã không còn đường lui đường sống duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất lấy đi thi thể của đệ đệ hắn như vậy không có cái khí tức áp chế đặc thù này nữa khi đó tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn mới có cơ hội thoát khỏi bất quá muốn cứu đi nhiếp đồng thì phải giống như lúc lấy đi long oán vậy, phải đi tới gần thì mới có thể thành công. Nếu như quá xa, tinh thần lực sẽ bị cỗ khí tức lạnh lùng trên người nhiếp đồng bắn ra, không phát ra được chút tác dụng nào. Chỉ là khoảng cách này nếu so với long oán thì xa hơn một chút, nhưng mà cũng phải tới 10 thước. Trục lãng thuẫn, ngăn cản. Một mặt đi về phía trước, một mặt triệu hoán trục lãng thuẫn ra, biến thành một cái thuẫn ngăn cản phía sau, đồng thời không chút, so dự bước nhanh về phía trước hắn vừa mới làm xong tất cả mọi chuyện thì trục lãng thuẫn đã bị khe nứt làm cho nát bấy mà khe nứt bị ngăn cản lực lượng dường như cũng tiêu hao sạch sẽ biến mất trên không trung quá nguy hiểm nhìn thấy trục lãng thuẫn bị biến thành bụi phấn nhất vân lau mồ hôi lạnh trên trán trong lòng còn sợ hãi trục lãng thuẫn là linh binh tuyệt phẩm loại binh khí này cho dù ở trong hư không loạn lưu cũng có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì thế nhưng vừa mới bị khe nứt va chạm đã biến thành cho bụi đủ để thấy được thực lực của hai bên giao chiến phía dưới đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung được nữa sắp tới biết rõ nguy hiểm nhiếp vân càng thêm sốt ruột cố nén cảm giác lạnh lẽo như băng từ trên thi thể đệ đệ truyền bả vai nhoáng lên một cái cao thấp toàn thân lập tức xuất hiện cảm giác hương phấn lại lần nữa điên cuồng xông về phía trước linh tê tuyển thủy linh tê tuyển thủy có tác dụng kích thích cơ bắp mặc dù đối với nhiếp vân hiện tại không có hiệu quả quá lớn thế nhưng lại có thể khiến cho người ta hưng phấn. Càng tới gần đệ đệ, thì cảm giác muốn hôn mê càng nặng thêm, dùng thứ này, kích thích vừa vặn có thể giữ vững tỉnh táo. 100 thước, 50 thước, 20 thước, 15 thước. Khoảng cách càng ngày càng gần, hai mắt nhiếp vân cũng càng ngày càng sáng. Chỉ cần đi tới khoảng cách 10 thước gần với đệ đệ là hắn có thể trực tiếp thu thi thể đệ đệ vào trong từ hoa động phủ. Thu vào từ hoa động phủ, thì hắn sẽ lập tức rời đi, hai gia hòa chiến đấu phía dưới thật sự quá cường đại nhiếp vân cũng không muốn bị tai bay vạ gió ầm ầm ngay khi nhiếp vân sắp đến gần trước mặt nhiếp đồng thì đột nhiên chợt nghe thấy phía dưới chuyển tới tiếng linh hồn phẫn nộ lao tới quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khe nứt đen kịt từ trên đầu ngón tay thi thể cực lớn kia bắn ra bay thẳng về phía hắn nhìn cường độ đạo khe nứt này so với khe nứt vừa rồi ít nhất cũng mạnh hơn gấp chục lần hỏng bét vừa rồi khe nứt kia còn có thể dùng trục lãng thuẫn ngăn cản một chút. Hiện tại đừng nói là không có kiện linh binh tuyệt phẩm này, cho dù có 10 kiện cũng tuyệt không ngăn cản được. Nhanh hơn một chút nữa. Gào thét một tiếng, sắc mặt nhiếp vân lập tức trở nên dữ tợn, một đạo phong lôi chi âm đột nhiên vang lên, phong lôi ma rực lần nữa được thi triển ra. Xoẹt! Vào tới trước, trong thời gian một hô hấp đã tới khoảng cách chừng năm thước, đi tới nơi linh hồn có thể chạm vào thi thể đệ đệ, tinh thần nhiếp vân khẽ động, siêu một cái đã thu thi thể nhấp đồng vào trong tử hoa động phủ. Thi thể đệ đệ hiện tại vẫn như cũ, vẫn không có ý thức chủ quan, cho nên có thể thu vào, không bị ảnh hưởng một chút nào. Thu lại thi thể, lúc này nhấp vân mới thở dài một hơi, cảm nhận được lực lượng làm hắn khó khăn tiến lên đã biến mất, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thi thể cực lớn và viên cầu kia dường như đã chiến đấu tới lúc gai cấn, vết nứt trên thi, thể cực lớn kia đã lan tràn toàn thân, dường như có thể tùy thời vỡ nát mà viên cầu kia cũng không khá hơn chút nào, quang mang ảm đạm lờ mờ, lung lay sắp đổ trên không trung, giống như sắp rơi xuống phía dưới. tuy nhiên song phương chiến đấu nhất vân cũng không kịp xem nữa, bởi vì khe nứt cực lớn kia đã đi tới sau lưng hắn. thiên phú thiên hành sư đi, biết rõ tình huống nguy cấp, nếu như không trốn đi nhất định sẽ chết, hô nhỏ một tiếng, thiên phú thiên hành sư của nhất vân tác dụng vào hai chân, nhanh chóng đi về phía trước. ông, tuy nhiên còn chưa đi xa. Thì Nhiếp Vân đã cảm thấy không gian trước mắt cứng lại, cả người lập tức bị định thân tại chỗ. Hỏng bét, nhất định là thi thể kia lại động thủ lần nữa, đáng giận, đáng giận. Thân thể bị không gian định thân lại, Thiên Phú Thiên Hành Sư và Phong Lôi Ma rực đều biến thành trang tú, Thiên Nhãn nhìn qua, khe nứt từ từ kéo tới trước mặt, sắp bao phủ Nhiếp Vân. Ông. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại có một tiếng giòn vang vang vọng, đột nhiên viên cầu kia xoay tròn một cỗ lực lượng lớn tới cực điểm lập tức từ trong bốn phương tám hướng liễn xa lao xa lập tức ngăn cản khe nứt công kích như vân cảm thấy sau lưng được một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy đi lập tức lao ra khỏi không gian này lần nữa trở lại trong liễn xa vì sao viên cầu lại giúp ta sau khi chạy trốn được lúc này nhiếp vân mới cảm thấy hoảng sợ đồng thời trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc nếu như không phải có viên cầu đột nhiên hỗ trợ như vậy nhất định hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ Thế nhưng Nhất Vân dù thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao thứ này lại trợ giúp mình. Nếu như thực sự muốn giúp, nó hoàn toàn có thể ra tay lúc thi thể cực lớn công kích, như vậy nhất định ngăn cản khe nứt sẽ thuận lợi hơn một chút. Vì sao hết lần này tới lần khác lại đợi tới lúc hắn gần chết mới ra tay chứ? Nhìn bộ dáng vội vàng ra tay như vậy, nhất định là vận dụng bí pháp cấm kỵ nào đó, nếu không cũng sẽ không có uy lực như vậy. Một tiểu nhân vật như hắn không tới mức để cho viên cầu này làm như vậy à? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì khiến cho nó coi trọng sao? nghĩ vậy đột nhiên hắn quay đầu lại hai mắt nhìn vào đôi cánh sau lưng chẳng lẽ là do phong lôi ma rực trong lòng nghĩ tới điểm này hắn và di tĩnh sở dĩ có thể tới đây chính là bởi vì phong lôi ma rực vận chuyển rốt cục cũng tới mức mà hắn không áp chế nổi hiện tại phong lôi ma rực xuất hiện viên cầu mới cứu hắn chỉ sợ thân pháp này có bí mật khó có thể nói rõ căn cứ vào hồng y trưởng lão miêu tả phương pháp tu luyện phong lôi ma rực này chính là do kiếm thần lão tổ đạt được ở đây lúc trước người có thể đoạt được đồng thời còn toàn thân trở ra lốt cuộc đã trải qua chuyện gì được rồi những chuyện này đều là chuyện mấy vạn năm trước cho dù có nghĩ cũng nghĩ không thôi còn không bằng lắc đầu nhiếp vân cũng không suy nghĩ mà tiếp tục cúi đầu nhìn xuống phía dưới chiến đấu phía dưới dường như đã tới thời khắc phân định thắng bại nhìn thấy nhiếp đồng biến mất thi thể cực lớn phát ra khí tức chấn động phẫn nộ viên cầu dường như cũng làm ra quyết định gì đó hung hăng va chạm với đối phương hai tồn tại cường đại từ viễn cổ đều thi triển toàn lực ngạnh kháng sinh ra lực lượng cường đại khiến cho không gian dưới liễn xa lập tức biến mất toàn bộ ầm ầm lực lượng nghiền nát không gian từ dưới liễn xa lan tràn lên tạo thành một khe nứt đen kịt lan tràn thẳng lên bên trên ngay lập tức nổ tung trước mắt hai người giống như trong nháy mắt đâm thủng hai ba tầng không gian song song nhưng không có cách nào cắt nhau vậy phía sau khe nứt chính là một mảnh thế giới xanh mơn mởn xuất hiện trước mắt khe nứt này phá vỡ không gian từ nơi này đi ra ngoài là có thể trở về. Nhìn thấy màu xanh bếp kia, Nhất Vân biết rõ lực lượng mà hai đại cường giả viễn cổ giao chiến đã phá vỡ nơi này, vốn hắn đang buồn bực, không biết chạy ra ngoài thế nào, hiện tại xem ra, nhất định có thể chạy ra ngoài từ chỗ này. Tuy rằng sinh lộ này cũng không dễ đi, không nói thứ khác, chỉ riêng uy lực của khe nứt này, chỉ cần đụng vào là có thể tử vong chứ đừng nói là chạy qua. Ồ, còn đám long thi kia. Trong lòng đang do dự, lại vô thức nhìn chung quanh một chút, lúc này liễn xa đã bị nghiền nát không có cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn nữa vừa mới nhìn qua hắn lập tức giật mình chỉ thấy thi thể chín đầu cự long vắt ngang chung quanh đã biến thành cho bụi từ bao giờ chẳng lẽ vừa rồi lực lượng cứu ta chính là từ chỗ chín cỗ thi thể này phóng ra đột nhiên nhớ tới lực lượng quang mang cứu trợ mình vừa rồi từ bốn phương tám hướng lan tràn tới dường như là tinh hoa và lực lượng của chín cỗ thi thể này viên cầu kia không ngờ lại có thể khống chế long thi chuyện này rốt cuộc là tại sao thi thể cực lớn kia không phải là vị hoàng chủ nhân của cửu long kéo liễn sao nhanh lên một khi khe nứt biến mất chúng ta sẽ không ra được hơn nữa ngươi xem trong lúc đang suy nghĩ hắn chợt nghe thấy một tiếng la hét lúc này di tĩnh ở bên cạnh đang dùng vẻ mặt lo lắng chỉ một ngón tay về phía trước theo phương hướng ngón tay nàng nhỉ lại nhất vân cúi đầu xem xét vừa xem lập tức đã giật mình chỉ thấy viên cầu và thi thể cực lớn kia đối kháng không gian nghiền nát một cái hắc động chậm rãi hình thành bắt đầu lan tràn tới bên này. Lỗ đen này, so với lần đầu hắn nhìn thấy còn đáng sợ hơn, lan tràn tới phía trên, một khi va chạm bất kỳ vật gì sẽ bị trực tiếp nghiền nát, căn bản không thể nào ngăn cản được mảy may. Loại lực lượng này đã vượt quá phạm chủ tưởng tượng của hắn. Không phải là thứ mà nhân loại có thể với tới. Một khi đụng phải nó nhất định phải chết, thế nhưng chúng ta đi ra ngoài thế nào bây giờ? Nhìn thấy lỗ đen phía dưới, Nhất phần biết rõ không bao lâu nữa nó sẽ lan tới đây. Một khi đụng vào, cho dù có mạnh mẽ tới đâu Thì nhất định cũng phải chết Thế nhưng nếu như sông lên Khe nứt phía trước cũng không dễ chống a. À. Khe nứt này cho dù kém khe nứt mà thi thể cực lớn kia đánh ra Muốn giết chết hắn Nhưng mà cũng không yếu hơn chút nào Một khi sông vào cũng sẽ phải chết Đi lên chết Không đi lên cũng chết Trong lúc nhất thời hai người rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan Mặc kệ Phải đưa ra lựa chọn Ở chỗ này chờ chết còn không bằng sông lên còn có chút hy vọng Đột nhiên nhất vân cắn răng một cái Sống lên một tiếng. Bị lỗ đen phía dưới cuốn vào, nhất định sẽ phải chết, mà tiến vào khe nứt phía trên, có lẽ trực tiếp tử vong, nhưng cũng có lẽ có thể đào tẩu, ít nhất còn một tia hy vọng. Sư Ngay lúc này, khi nhiếp vân định xông lên thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang sắc bén từ phía dưới vang vọng, sư một cái, thứ này đã phóng về phía hai người. Tránh ra Phương hướng thứ kia vọt tới chính là di tĩnh sau lưng hắn, nhiếp vân khẽ vươn tay kéo nó qua, đồng thời tinh thần khẽ động, thu vật này vào trong tử hoa động phủ. Tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng mà có thể từ trong lỗ đen đi ra mà không bị nghiền nát cũng đã chứng minh không phải vật tầm thường. Cảm ơn. Di tĩnh không ngờ tới lúc này Nhất Vân lại cứu nàng, sắc mặt nàng bởi vì có chút kinh sợ mà trắng bệch, trong mắt lại mang theo vẻ cảm kích. Từ khi Nhất Vân cởi y phục đánh mông nàng, trong lòng Di tĩnh đã có một loại tình cảm khác, có đôi khi hận không thể giết chết, Nhất Vân trước mắt. Phanh thầy xé xác hắn, có đôi khi lại cảm thấy đối phương thực sự đáng thương, nếu như không phải bị bức tới chân tường tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vừa rồi vì cứu đệ đệ mà hắn còn đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nếu như đệ đệ còn sống cũng thôi đi, nhưng mà mối chút đây lại là thi thể. Hơn nữa, cỗ thi thể này là do ca ca nàng làm ra. Hắn trọng tình trọng nghĩa, vì đệ đệ mà ngay cả tính mạng cũng không cần, thậm chí vừa rồi còn cứu cửu nhân là nàng. Mà nàng, ngẫm lại vẻ điêu hoa vô lễ trước đó, ngay cả di tĩnh cũng có chút ái náy. Hiện giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, một là thông qua cái khe bên trên. Nghĩ biện pháp trở về phủ thiên đại lục, nhưng mà khe nứt này thực sự quá mạnh, đi vào nhất định sẽ bị đánh chết. Trong lúc di tĩnh đang nghĩ ngợi lung tung, thì chợt nghe nhất vân trước mắt dùng sắc mặt ngưng trọng, phân tích. Cái khe nứt này ước chừng bốn năm trăm thước, nếu như tốc độ của chúng ta xông qua nhanh, có lẽ có thể thuận lợi rời đi, tuy nhiên cũng có thể sẽ chết ở trong đó, nhưng vô luận thế nào đều phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn thực sự chúng ta không còn thời gian nữa. Nhất Vân tiếp tục nói, nghe hắn nói như vậy, di tĩnh nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phạm vi của lỗ đen đã tới dưới chân hai người, không còn cách bao xa, chỉ sợ không cần mấy hô hấp là có thể lập tức phải đưa ra lựa chọn, hai người thực sự không có thời gian. Lên đi, ở chỗ ta có ba kiện linh binh tuyệt phẩm, có lẽ còn có thể bảo hộ chúng ta lao ra bốn năm trăm thước. Nhìn thấy tình cảnh này, di tĩnh cũng biết tình thế nguy cấp, không thể tiếp tục do dự cho nên mới vội vàng nói vậy thì đi thôi nghe nàng nói còn có ba kiện linh binh tuyệt phẩm hai mắt nhiếp vân sáng ngời khe nứt chỉ có bốn năm trăm thước ba kiện linh binh tuyệt phẩm có lẽ có thể trợ giúp hai người cố gắng lao ra ngoài mặc kệ hai người hiện tại có thù hay không trước tiên phải chạy ra ngoài mới là vương đạo phạm vi bao phủ của linh binh tuyệt phẩm ta không lớn ngươi tới gần đây một ít thấy nhiếp vân đồng ý sắc mặt di tĩnh đột nhiên đỏ lên được nhiếp vân biết rõ lúc này cũng không phải là lúc so đo nhiều như vậy hắn tiến lên hai bước, đi tới trước mặt nữ nhân này. Như vậy, còn chưa đủ, ôm lấy ta. Di tĩnh nói. Ôm ngươi sao? Nhất Vân gật đầu, trực tiếp ôm nữ nhân này vào trong ngực. Động tác kiểu diễm như trước kia cũng đã phát sinh, như vậy có ôm cũng không có gì. Linh binh tuyệt phẩm tuy rằng có thể biến hóa lớn nhỏ, nhưng mà càng nhỏ thì sức chống cực càng mạnh, nên như lớn quá, chỉ sợ mới đi vào khe nứt đã vỡ vụn căn bản không đủ dùng xông qua khoảng cách bốn năm trăm thước Đi bi. bi đối phương ôm vào trong ngực cảm nhận lâu ngực rộng lớn của nhiếp vân di tĩnh cũng không dám nghĩ nhiều mà bàn chân đạp mạnh thiên hành chi khí vạn chuyển bắn thẳng vào trong khe nứt đồng thời bàn tay ngọc sơ lên hai người cùng lúc đều một vật giống như mai rùa bao phủ linh binh phòng ngự nhìn thấy cái mai rùa này nhiếp vân đã biết đây là một kiện linh binh phòng ngự tuyệt phẩm hắn không khỏi tặc lưỡi di hoa này quả thực đủ coi trọng với vị muội muội này rốt cuộc đã cho nàng bao nhiêu bảo bối riêng kiện linh binh này giá trị cũng phải tới mấy vạn khỏa linh thạch thượng phẩm xông vào hai người ôm lấy nhau lập tức chui vào trong vết nứt không gian vừa đi về phía trước còn chưa tới 10 thước thì đã nhìn thấy mai rùa trong chớp mắt hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa tại sao lại mạnh như vậy chứ hai người bọn họ đều đang thi triển thiên phú thiên hành sư tốc độ mau lại kinh người vừa mới đi về phía trước chưa tới 10 giây. Vừa mới tiến vào khe nứt, còn chưa được một phần ngàn giây. Thời gian ngắn ngủi như vậy lại khiến cho một kiện linh binh tuyệt phẩm bị hủy hoại. Trình độ cường đại của khe nứt đã vượt quá tưởng tượng của hai người. Ông! Ngay khi nhiếp vân đang khiếp sợ thì một đạo thanh âm vang lên, hắn đã nhìn thấy người bị siết chặt lần nữa, lại được một bảo bối chắn ở bên ngoài. Lúc này, dường như di tĩnh cũng biết uy lực của khe nứt thật sự quá lớn cho nên ôm nhiếp vân rất chặt. Nhiếp vân chỉ cảm thấy ngực mình có cảm giác mềm mại, đối phương kiên quyết dán vào ngực của hắn dường như hai người hoàn toàn hòa tan và làm một biến thành một vậy thời điểm sinh tử nguy nan giữa hai người dường như không còn cừu hận gì nữa chỉ có tín niệm dựa sát vào nhau mà thôi phanh kiện linh binh tuyệt phẩm thứ hai cũng triệt để vỡ vụn lần này hai người cũng chỉ đi được chừng 30 thước khoảng cách với cửa ra khe nứt vẫn còn một đoạn rất lớn ông kiện linh binh tuyệt phẩm thứ ba của di tĩnh cũng là cuối cùng một kiện xuất hiện bao phủ trên thân thể hai người chặn công kích của khen nứt. Bất quá, cho dù có ngăn cản thì chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời, hai người sẽ nhanh chóng bị khen nứt đánh thành cho bụi, ngay cả cạn bã cũng không thừa. Dù sao hai kiện linh binh tuyệt phẩm cũng chỉ có thể làm cho hai người đi được hơn 30 thước, khoảng cách so với năm 500 thước còn một đoạn đường rất xa. Cúi đầu nhìn lại phía dưới, không gian chỗ liễn xa lúc này đã bị lỗ đen bao phủ toàn bộ, cho dù muốn quay lại cũng không còn kịp. Cấm chế của từ hoa động phủ ở bên ngoài nếu như còn, thì có lẽ cũng có thể ngăn cản được mấy tức, nhưng mà cấm chế đã bị loại bỏ toàn bộ, ngay cả hư không loạn lưu cũng ngăn cản không nổi, chớ đừng nói là cái khe nứt này. Thử rời thiên phủ lục xem, ngươi đi mau. Ngay khi nhiếp Vân cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng linh hồn chấn động trong đầu, di tĩnh trong ngực hắn đột nhiên nhét một khỏa rời thiên phủ lục vào ngực hắn rồi đột nhiên bóp nát nó. Cái gì? Không! nhất vân không nghĩ tới tiểu nữ này lại làm như vậy hắn không nhịn được có chút sững sờ vội vàng hô lớn bất quá đã muộn lúc này hắn đã cảm thấy thân thể mình bị một cỗ lực lượng không gian xé rách lập tức biến mất tại chỗ sử dụng rời thiên phù lục phải ở trong không gian ổn định hiện tại di tĩnh đang duy trì linh binh tuyệt phẩm ngăn cản khe nứt bên ngoài căn bản không thể cùng đi nếu như cưỡng ép cùng đi mà nói nhất định hai người sẽ cùng chết chính là bởi vì biết rõ nguyên nhân này cho nên Nhất vân mới phát ra tiếng kinh hô như vậy ngay khi thân thể biến mất thì nhiếp vân dường như nhìn thấy kiện linh binh tuyệt phẩm cuối cùng triệt để vỡ vụn hắn lại lần nữa nhìn thấy một kiện linh binh tuyệt phẩm phi hành xuất hiện trong thời gian không tới một phần vạn hô hấp linh binh phi hành hóa thành từng hạt bụi biến mất tại chỗ sư trong đầu nhiếp vân cảm thấy mê muội một hồi khi xuất hiện lần nữa đã rơi vào trên một sơn mạch sơn mạch này ở chỗ hoang dã hoàn toàn khác với sơn mạch một màu xanh ngắt lúc trước Xem ra rời thiên phù lục không biết vì nguyên nhân gì đã khiến cho hắn triệt để thoát khỏi chỗ kia Di tĩnh Nhớ tới tình cảnh lúc đào tàu Như phân vội vàng triển khai thiên nhãn nhìn ra chung quanh Thế nhưng khi hàng ức vạn dặm Hắn cũng không có phát hiện ra bóng dáng của nữ nhân này Cũng không tìm được sơn mạch cổ quái trước kia nữa Thậm chí truy tung chi khí còn tiến hành cảm ứng đối với khí tức của nàng cũng không có chút cảm ứng nào Giống như nàng triệt để biến mất trên thế giới này Chưa bao giờ xuất hiện qua vậy Chẳng lẽ nàng chết rồi sao nắm tay nhiếp vân siết chặt sắc mặt trở nên rất là khó coi tình huống lúc đó nguy hiểm tới cực điểm nàng hoàn toàn có cơ hội đào tàu vì sao lại để cho mình rời đi trước hắn và nàng cũng không có thân tình hữu nghị nếu có cũng chỉ là cửu hận vì sao nàng lại có thể làm như vậy để cho chính nàng ở lại nơi nguy hiểm đó nàng hoàn toàn không giống với ca ca nàng chắc có lẽ sẽ không chết sẽ không chết nhớ tới sự tàn nhẫn của di hoa di tĩnh đơn thuần theo tính tình không có một chút tâm cơ nào, sắc mặt nhất Vân đỏ lên. Thì thà tự nói. Khi trốn ra ngoài, nhìn thấy một kiện linh binh tuyệt phẩm cuối cùng của nữ nhân này vỡ vụn, sau đó lại tế ra linh binh phi hành, nhưng mà thời gian kiên trì của linh binh phi hành thật sự quá ngắn. Một phần vạn giây cũng chưa tới. Thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không thể có thời gian bóp nát rời thiên phủ lục, thuận lợi đào tàu khỏi đó. Hơn nữa, Nhất Vân cũng không nhìn thấy, bất luận một chút không gian chấn động nào truyền ra từ trong linh. Tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận thế nhưng hắn cũng biết nữ nhân điên một đường đuổi giết mình hoàn toàn đã chết cửu nhân vì cứu hắn trong khe nứt đã chết nữ nhân điên tại sao ngươi phải làm như vậy nhớ tới tình cảnh nữ nhân điên này một đường đuổi giết mình trong lòng nhiếp vân đau xót thật sự hắn không nghĩ ra tại sao nàng phải làm như vậy thủ đoạn của nàng nhiều như vậy đáng lẽ ra không thể nào dễ dàng chết như thế có lẽ lúc này nàng đã chạy thoát đi ra ngoài bây giờ đang ở một nơi khác a à? không muốn thừa nhận nhất vân chỉ có thể an ủi bản thân mà thôi mặc kệ nàng chết hay là không về sau vô luận như thế nào cũng phải đi di thần tông một chuyến vì báo thù vì tìm nàng cũng vì tế điện hít sâu một hơi ngăn chặn cảm giác đau đớn trong lòng nhất vân gật gật đầu tuy rằng hắn cũng không thích tiểu nữ di tĩnh này thậm chí trước đó còn có chút chán ghét nàng mà loại cảm giác này nương theo nàng biến mất đã hoàn toàn chuyển biến tuy rằng tiểu nữ này điêu ngoa thế nhưng cũng không có tâm cơ gì là loại người không xấu, vô luận chết hay là không, về sau hắn cũng phải đi di thần tông một chuyến, nếu như không chết, nàng đã cứu hắn, nhất định phải báo đáp nàng, nếu như chết rồi, thì hắn cũng phải tế điện cho nàng, hy vọng kiếp sau nàng không nên có một tên ca ca âm tàn như vậy, hy vọng nàng có thể sống đơn thuần, khoái hoạt. Ầm ầm. Ngay khi trong lòng Nhiếp đang quyết định, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm rền vang vọng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời trời u ám, lôi quang lóng lánh. Ồ, oh, đây là lôi kiếp, ta vẫn có lôi kiếp hay sao? Nhìn kiếp vân vừa mới xuất hiện, như phần thoáng cái sừng sốt, dứt bỏ cảm giác thống khổ trong lòng, trở nên hết sức chăm chú, không muốn nghĩ tới chuyện khác nữa. Lôi kiếp của hắn đã đến. Vốn tưởng rằng nết bàn vừa kết thúc sẽ xuất hiện kiếp vân, nhìn bộ dáng hiện tại xem ra là bị không gian kia cản trở, hiện tại trốn ra ngoài, thiên địa cảm nhận được hắn đã tấn cấp, cho nên mới một lần nữa bắt đầu trừng phạt. Thân là nguyên khí sư, thiên phú bài danh top 10, lôi kiếp vốn sẽ viễn siêu người bình thường. Hơn nữa hắn tích lũy, quá mức hùng hậu, không cần phải nói, nhất định kiếp vần này sẽ viễn siêu kiếp vần của Hắc Nham lần trước. Bất quá, khí tức của người khác sau khi tấn cấp rất là phủ phiếm, lực lượng cũng không còn củng cố triệt đề, mà nhất vần bởi vì nguyên nhân không gian kia cho nên kiếp số trì hoãn, thực lực nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã dần dần bị hắn thích ứng, cũng trở nên vững, chắc hơn không ít. Lúc này, lại nghênh đón lôi kiếp, hắn đã chiếm được ưu thế rất lớn. Người khác độ kiếp, sau khi vượt ải, sẽ bởi vì tích lũy tiêu hao không còn mà thân thể suy yếu, hiện tại nhất vân hoàn toàn không có loại tình huống này. Hơn nữa, lại thêm hiệu quả của thiên thủ chi khí còn chưa chấm dứt, thực lực chỉnh thể càng mạnh hơn nữa. Nhìn lên kiếp vân trên bầu trời, tuy rằng, vì si tĩnh chết mà trong lòng hắn có chút khổ sở, thế nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu còn càng thêm sục sôi. Nghĩa Minh Tử nói thiên phú bài danh top 10 là sùng nhi của thiên địa, sẽ gặp thiên địa ghen ghét kiếp số so với bình thường người còn cường đại hơn rất nhiều ta cũng muốn nhìn xem kiếp số lần này thế nào căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước tấn cấp thiên kiều cảnh sẽ sinh ra thiên kiều kiếp loại này kiếp số vô cùng đơn giản là lôi điện tổng cộng có cửu trọng trọng sau lợi hại hơn trọng trước mạnh nhất cũng chỉ là công kích của cường giả thiên kiều cảnh sơ kỳ mà thôi nhất định không thành vấn đề đối với hắn thế nhưng đối với cường giả và mới tấn cấp thiên kiều cảnh mà nói lực uy hiếp cũng rất lớn chính là bởi vì như thế cho nên thiên kiều kiếp còn gọi là cửu trọng kiếp nạp hư kiếp so với cửu trọng kiếp còn cường đại hơn rất nhiều cũng là chín đạo bất quá trong đó ngoại trừ lôi điện ra còn có tâm ma trùng kích tâm ma quỷ dị khó lường có thể làm cho người ta triệt để trầm luân chết không có chỗ chôn bởi vậy nạp hư kiếp so với thiên kiều kiếp còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều người mặc dù đã vượt qua kiếp số lôi điện cũng bởi vì không độ qua được tâm ma cho nên mới bị đánh chết tại chỗ cho nên Cường Giản Nạp Hư cảnh mạnh hơn Thiên Kiều cảnh mới thưa thớt như vậy. Bởi vì tâm ma rất đáng sợ, cho nên Nạp Hư kiếp được xưng là tâm ma kiếp. Bên trên Nạp Hư cảnh là Bí cảnh thất trọng phá không cảnh, kiếp số của phá không cảnh gọi là phá không kiếp, cũng là chính đạo, chẳng những có lực kiếp, tâm ma kiếp, mà còn có công kích phá toái hư không, là dùng không gian vỡ vụn tiến hành công kích với tu luyện giả, nếu như có thể loại trừ gông cùm không, phá kén hóa bướm thì sẽ một bước lên trời, thành tựu phá không cảnh nhưng mà muốn sống sót trong không gian bị nghiền nát lại vô cùng khó khăn có thể nói phá không kiếp càng là cửu tử nhất sinh bên trên phá không cảnh là đan điền huyệt khiếu cảnh cho dù cũng là chín đạo thế nhưng kiếp số này càng thêm quỳ dị bởi vì loại kiếp số này có lôi binh có thể tiến hành cửu chuyển mỗi một chuyển tăng lên thực lực một lần mạnh nhất còn đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ lôi binh hung hãn không sợ chết lao xuống ra chiến đấu cùng ngươi mà ngươi còn phải thừa nhận lôi kiếp tầm ma kiếp phá không kiếp rất nhiều kiếp số gia trì lên người. Cho nên, kiếp này còn gọi là lôi binh kiếp, lôi binh cửu truyền từ trên trời giáng xuống, sinh tử không do bản thân mình khống chế nữa. Kiếp trước khi hán độ đại kiếp nạn này, nếu không phải đã sớm chuẩn bị hơn 20 năm, đan dược thánh phẩm cũng đã luyện chế ra tới 17, 18 khoa căn bản không có khả năng vượt qua được. Lôi kiếp, tâm ma kiếp, phá không kiếp, lôi binh kiếp. Tứ đại kiếp số đối ứng thiên kiều cảnh, nạp hư cảnh, phá không cảnh cùng đan điển huyệt khiếu cảnh không có cái gì khác biệt trong lòng nghĩ vậy thì lôi kiếp trên bầu trời đã bắt đầu mây đen quay cuồng chậm rãi nổi lên quang mang lóng lánh màu vàng kim lập tức có từng đạo lôi điện từ trên không trùng đánh xuống những lôi điện này mỗi một đạo đều mang theo công kích linh hồn của tâm ma vừa mới xuất hiện thì không gian đã bị nghiền nát nứt ra từng đạo khe nứt đương nhiên cũng là khe nứt nhưng mà khe nứt này so với khe nứt mà cỗ thi thể vừa rồi đánh ra thực sự quá kém hoàn toàn không thể so sánh không ngờ lại là phá không kiếp quả nhiên ngoan độc nhìn thấy không gian bị nghiền nát như phân cười khổ một tiếng thiên kiếp của thiên phú đặc thù bài danh tốt bởi quả thật đúng là đủ đáng sợ lôi kiếp đánh xuống không ngờ lại là phá không kiếp phá không kiếp là lôi kiếp mà rất nhiều cường giả phá không cảnh đều rất khó vượt qua bản thân hắn đã đạt tới nạp hư cành để cao hơn một cấp bậc thế nhưng không ngờ lại ngoan độc như vậy thiên thủ ngăn cản trong nội tâm khẩn trương trên cũng không có không thay đổi chút nào thiên thủ chi khí vận chuyển hai tay nhiếp vân vân ra tựa như là cái cối say bắt lấy kiếp vân trên bầu trời sư chỉ thoáng cái kiếp vân cường đại vô cùng đã bị hắn xé thành hai nửa tuy rằng phá không kiếp lợi hại dù sao cũng không phải là cường giả phá không cảnh có được tư duy chủ quan nhiếp vân không né tránh mà lợi dụng sự cường đại của thiên phú thiên thủ sư thừa dịp nó còn chưa tê đê hình thành thì đã nghênh đón một lần ra tay xé rách nó. Đương nhiên đây chỉ là đạo đơn giản nhất trong kiếp số, cũng là đạo thoải mái nhất, cũng không đáng để cao hứng. Quả nhiên, dường như cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích, lôi vân trên không trung càng trở nên táo bạo, đạo kiếp số thứ hai so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp đôi. Phá! Thấp giọng hô một tiếng, hai tay nhếp vân múa may, trên không trung xuất hiện trăm ngàn bàn tay, sao kích với lôi điện. Ầm ầm. Đạo lôi điện thứ hai cũng biến mất không thấy bóng dáng tam hơi đâu không hổ là siêu cấp thiên phú bài danh số 11, thực sự quá thuận tiện, khiến cho sức chiến đấu của nhiếp vân trọn vẹn tăng lên không chỉ một lần. Bảy đạo về sau, đạo sao còn khó hơn đạo trước, khi tới đạo 7, nhiếp vân bị ép thi triển ma ha thần trường, đạo thứ 8 lại lấy ra kiếm thần chi kiếm, khi đạo thứ 9 đánh xuống, hắn lại thi triển vô lượng kiếm thuật. Thiên phú thiên thủ sư phối hợp thiên phú kiếm đạo sư thi triển vô thượng đại kiếm thuật so với một mình kiếm đạo sư thi triển còn cường đại hơn nhiều đạo lôi kiếm thứ chín này cho dù lợi hại cũng không thể ngăn cản được hắn may mà di tĩnh cho hắn một đạo thiên thủ chi khí bằng không kiếp số lần này quả thực sẽ rất khó khăn cuối cùng cũng kết thúc nhìn thấy chín đạo kiếp vân chậm rãi tiêu tán như phần thở dài một hơi hắn biết thiên kiếp đã chấm dứt thiên kiếp phá không cảnh có cửu trọng mặc dù không có nguy hiểm chí mạng nhưng lại cực kỳ tiêu hào tinh thần nếu không phải có thiên phú nguyên khí sư có được pháp lực vô cùng vô tận như vậy nhất định sẽ không kiên trì nổi cho dù là như vậy thì lúc này nhất vân cũng thấy kiệt sức muốn nhắm mắt nghỉ ngơi cho tốt nghỉ ngơi một chút ồ điều này không có khả năng vừa định khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hai mắt trong lúc vô tình nhìn về phía lôi vân vừa mới nhìn qua nhất vân lập tức giật mình sắc mặt trở nên khó coi vô cùng dựa theo lẽ thường mà nói lôi kiếp chấm dứt lôi vân trên bầu trời phải tan đi mới đúng mà bây giờ lôi vân trên bầu trời chẳng những không có ý tan đi mà ngược lại còn có xu thế càng thêm mạnh mẽ chẳng lẽ lôi kiếp của hắn còn chưa kết thúc hay sao chín đạo trước đó chỉ là món khai vị hay sao nghĩ tới đây ở sâu trong lòng nhiếp vân sinh ra cảm giác lạnh lẽo ầm ầm tuy nhiên lôi kiếp cũng không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ vừa mới cuồn cuộn một lát đã bắt đầu khởi động một đạo kim giáp lôi binh từ trong lôi vân lao ra cửu chuyển lôi binh dĩ nhiên là lôi binh kiếp ta con mẹ nó nhìn thấy lôi binh từ trên không trung lao xuống nhiếp vân mới biết thiên phú bài danh tốt 10 nghịch thiên tới đâu khó trách nhiệm minh tử lại chuyên môn nhắc nhở nạp hư cảnh độ kiếp không ngờ lại gặp phải lôi binh kiếp mà chỉ cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh mới phải gặp người này đang chơi mình sao phá không kiếp như vân bằng vào kinh nghiệm của hai thế giới thiên phú thiên thủ sư thiên phú kiếm đạo sư cùng với thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong còn có thể miễn cưỡng vượt qua nhưng mà lôi binh kiếp đây chính là đại kiếp nạn mà ngay cả cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng phải cửu tử nhất sinh không ngờ lại để cho một hạp hư cảnh như ta độ Nhất Vân cảm thấy sắp phát điên, xem ra lão tạc thiên thể không giết hắn sẽ không bỏ qua. Cho dù ta có thiên phú nguyên khí sư thì cũng không có kiếp số nghịch thiên như vậy chứ. Ngay cả tâm tư muốn chết lúc này Nhất Vân cũng có. Thực lực của hắn hiện tại như thế nào hắn rất rõ ràng, có thể vượt qua phá không kiếp cũng đã rất miễn cưỡng, muốn vượt qua lôi binh kiếp, tuyệt đối không có chút hy vọng nòa. Loại đại kiếp nạn này đã không thể dùng từ nghịch thiên để hình dung, mà là gạt bỏ, xóa bỏ tuy nhiên không liều một lần thì sao ta có thể yên tâm được thiên phú thiên thủ sư thiên phú kiếm đạo sư thiên phú diễm hỏa sư vô thượng đại kiếm thuật thấp giọng quát một tiếng nhiếp vân lập tức thi triển ba loại công kích thiên phú mạnh nhất ra đồng thời tay run lên lập tức nghênh đón đạo lôi binh cửu chuyển trước mắt ầm ầm đối mặt với công kích của hắn lôi binh cũng không thèm để ý bàn tay hoàn toàn do sấm sét tạo thành nhẹ nhàng vung lên không gian xuất hiện một khe nứt vô thượng đại kiếm thuật và rất nhiều thiên phú hình thành công kích mạnh mẽ đều bị khe hở cuốn vào rồi xoắn nát vụn giữa cả hai căn bản không cùng một cấp bậc không có tính so sánh phanh ngực nhiếp vân cảm thấy tê dần bay ngược về phía sau máu tươi điên cuồng phun ra cái này lôi binh cửu chuyển mỗi một chuyển thực lực tăng cường một phần hiện tại lực lượng mà nhất chuyển đánh ra toàn bộ lực lượng của bản thân cũng không phải là đối thủ xem ra muốn vượt qua lôi kiếp này là hy vọng xa vời a Tuy nhiên, cho dù biết rõ không độ được, thì hắn cũng muốn xông lên. Bằng không cho dù không độ lôi kiếp thì cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó là chết. Nhất Vân còn chưa muốn chết, trị liệu chi khí vạn truyền, khôi phục thương thế trên người, con mắt lần nữa híp lại. Nếm thử chiêu này của ta. Thấp giọng quát, lòng bàn tay khẽ đảo, u minh kiếm và kiếm thần chi kiếm đồng thời xuất hiện trong lòng bàn tay, kiếm đạo chi khí điên cuồng xoay tròn. Hai cánh tay trái phải đều cầm một kiếm, đồng thời đánh ra một tuyệt chiêu giống nhau không ngờ hắn lại dùng hai tay cùng lúc thi triển vô thượng đại kiếm thu ạt tứ quý kiếm pháp phá trần tuyệt sát kiếm đại bi thất tiên kiếm linh tê phá thiên kiếm phiêu miểu thiên thủ kiếm thiên địa huyền dương đại kiếm thuật mười bộ vô thượng kiếm thuật ở hai tay trái phải của hắn đều được thi triển ra mỗi một tay đều tạo ra một bộ vô thượng đại kiếm thuật hoàn chỉnh mà hai bộ kiếm thuật này dưới hai mũi kiếm chậm rãi dung hợp lại ông hai bộ vô lượng đại kiếm thuật dung hợp lại với nhau lập tức bộc phát ra một cỗ uy thế kinh thiên động địa so với vô lượng đại kiếm thuật bình thường còn cường đại hơn gấp chục lần ở chỗ tế tự chi địa nhiếp vân đã biết rõ bởi vì kiếm linh cho nên u minh kiếm và kiếm thần chi kiếm hai thanh vương giả chi kiếm này có thể phối hợp hoàn mỹ lúc ấy hắn đã suy nghĩ nếu như hai thanh kiếm đồng thời thi triển vô thượng đại kiếm thuật sau đó thông qua kiếm linh câu thông dung hợp lại không biết sẽ có uy lực gì nhưng mà nếu như muốn dung hợp yêu cầu về khống chế lực lượng vô cùng nghiêm khắc yêu cầu hai tay vững như thái sơn dù có một chút sai lầm nào cũng khó có khả năng thành công được mà loại độ chính xác này cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cũng chưa hẳn đã có thể triệt để khống chế được vốn hắn cho rằng loại khả năng này chỉ có thể thực hiện trên lý luận không ngờ khi có được thiên phú thiên thủ sư lại có thể dễ dàng thi triển như vậy thiên phú thiên thủ sư có thể khiến cho hai tay càng thêm ổn định càng thêm linh hoạt và mẫn cảm chuyện trước kia không làm được ở dưới thiên phú này lập tức biến thành trò trẻ con ầm ầm vô thượng đại kiếm thuật xung hợp bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa tạo thành một cỗ kiếm quang dẹt qua thiên cổ kích động chín tầng trời bắn thẳng về phía lôi binh cửu chuyển còn chưa tới nơi thì thiên địa biến sắc mây đen trên không trung dương như cũng sợ hãi mà tránh qua một bên lôi binh cửu chuyển dường như cũng biết chiêu này có uy hiếp với nó cho nên thân thể khẽ đảo tiến hóa tới hình thái thứ hai lôi binh hình thái thứ hai thực lực tăng cường gần gấp đôi toàn thân đều có điện mang lập lòe hai mắt trống rỗng mang theo vẻ lập lòe lôi điện như là nắm tay đột nhiên siết chặt siết gào bắn ra ầm ầm nắm tay va chạm với vô thượng đại kiếm thuật xung hợp phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa không gian thoáng cái bị xé nát khắp nơi đều có sấm sét vang dội phốc Như vân lần nữa bị đánh bay ra ngoài sắc mặt đỏ lên tuy rằng dung hợp vô thượng đại kiếm thuật lại uy lực cực kỳ cường đại Thế nhưng Lôi Binh Cửu chuyển thực sự quá mạnh mẽ, hắn vẫn không phải là đối thủ như trước. Tuy nhiên, Lôi Binh Cửu chuyển dường như cũng không tốt lành gì, tuy nhiên bản thân nó hoàn toàn là do Lôi Điện tạo thành thân thể lập lòe, đạt tới hình thái thứ ba không nói tới việc thương thế khôi phục toàn bộ, thực lực lại lần nữa tăng vọt, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Cái gì? Nhìn thấy đối phương mới đạt tới tam chuyển thì đã có thể loại bỏ công kích mạnh nhất của mình, nhất phần biết rõ không còn chút khả năng nào nữa ở sâu trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô lực, đồng thời cảm thấy linh hồn mê muội từng đợt rất hiển nhiên. Vừa rồi đối công đối phương chẳng những đối kháng lại vô thượng đại kiếm thuật dung hợp mà đồng thời còn dùng linh hồn công kích đả thương hắn. Lôi binh cửu chuyển chẳng những có thể công kích thân thể mà còn có thể công kích linh hồn. Chính bởi vì như vậy cho nên mới khiến cho vô số cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng phải chịu vẫn lạc. Chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây sao? Chết dưới lôi kiếp của chính mình. Nhớ tới lời khuyên của nghiêm minh tử trước đó. Nhất vân còn chưa để ý mà bây giờ ngẫm lại sở dĩ đối phương nói nhiều như vậy chỉ sợ đã biết rõ lôi kiếp đáng sợ tới đâu nếu như lúc này hắn đang ở nơi tế tự của kiếm thần tông thì chắc chắn sẽ không sợ hãi luật bình cửu chuyển này thế nhưng ở đây hắn lại không có chút biện pháp ngăn cản công kích hung mãnh của đối phương à hạp hư cảnh sơ kỳ đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ cả hai căn bản không cùng một khái niệm khác biệt thực sự quá lớn có chạy không biết rõ đánh không lại đối phương nhất vân trị liệu thương thế một chút thiên phú thiên hành sư lại được thi triển quay người bỏ chạy tuy rằng biết rõ không có khả năng chạy ra khỏi phạm vi lôi vân nhưng mà có thể tránh thoát nhất thời thì có lẽ có thể nghĩ ra được biện pháp đối phó với lôi binh cửu chuyển này nếu như một mực đợi ở đây ngạnh kháng với nó nhất định sẽ nhanh chóng mất mạng chỉ là trước đó thiên phú thiên hành sư đã được hắn dùng ở chỗ không gian liễn xa tới bây giờ thời gian cũng không ngắn nếu như không nghĩ biện pháp khác một khi hiệu quả mất đi nhất định sẽ không tránh nổi công kích cho dù không chết thì cũng không sai biệt lắm là bao. Sư sư Ngay khi nhiếp vân thi triển thiên phú thiên hành sư, không ngừng chạy thục mạng thì đột nhiên nghe thấy trong cơ thể phát ra tiếng vang kỳ quái. Trong lòng hắn kỳ quái vô cùng, vội vàng nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, vừa mới nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chỉ thấy trên luyện võ trường của tử hoa động phủ có một cái trứng nhỏ bằng quả dưa hấu không ngừng xoay tròn, mà thanh âm này chính là do nó phát ra. Lúc này trứng co rút lại, dường như sinh mệnh, đang thai nghén bên trong, tùy thời đều có thể phá trứng mà ra. Đây là vật gì? Nhìn thấy thứ này lớn như vậy, vẻ mặt Nhiếp Vân vô cùng nghi hoặc. Từ lúc nào trong Tử Hoa động phủ lại xuất hiện thứ này chứ? Đúng rồi, chẳng lẽ là đồ vật bán ra từ trong hắc động đã được ta thu vào Tử Hoa động phủ trước đó. Đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới một chuyện. Khi Nhiếp Vân và Di Tĩnh muốn xông vào trong khe nứt không gian thì từng có một đạo quang mang từ trong lỗ đen bán ra lúc ấy hắn cũng không có thời gian nhìn đã lập tức thu nó vào trong tử hoa động phủ chẳng lẽ là thứ lớn bằng quả dưa hấu này